Chào mọi người, em chào các chị nhá. Rồi em chào cả nhà. Thi Nguyễn hả? Rồi, cảm ơn chị phút sau như một nè. Rồi, chờ chị May Luân Giang nhá. Dạ không, trưa nay em lại áo dài rồi chị ơi. Nên là tối nay em sẽ like sườn xám, em xả sườn xám cho các chị yêu nhá. Rồi, chị gái nào thấy em thì cho em một nút chấm chia sẻ bài giúp em ha. Chấm lên tương tác chia sẻ bài giúp em này, chào chị Nam Hoàng. Rồi chị gái nào xem like cho em một nút chấm và chia sẻ bài giúp em nào, chào chị Băng Nguyễn nha, em chào mọi người nè. Rồi đầu like này, đầu like em tặng 0 đồng nha các chị yêu ha. Rồi chị gái nào thấy em thì cho em một nút chấm và chia sẻ giúp em nè. Hai lần lên trang cá nhân và hai lần trong nhóm hội giúp em ha. Chia sẻ đẩy lực view giúp em nè. Rồi chào chị Ngọc Lan này, em chào mọi người nha. Rồi mọi người thấy em thì cho em một nút chấm và tương tác lên giúp em nè. Có đầm trang bộ. Đầm trang bộ là đầm gì? Đầm trang body. À đầm trang body. Không dạ chị ơi, cái này là em like sườn xám chị gái ơi. Cái này em like sườn xám này. Cho chị Nguyễn Minh Đức này, em chào mọi người nha. Cho chị Thùy Dung Phạm này. Rồi chị nào thấy em thì cho em một nút chấm nào mọi người ơi. Chấm chia sẻ bài giúp em nào. Đầu like em tặng 0 đồng nhá. 0 đồng đầu like này. Áp dụng chia sẻ bài nhá. Mỗi chị cho em nè. Hai lần lên trang cá nhân và hai lần trong nhóm hội, không cần nhiều đâu nhá. Chỉ cần hai lần lên trang cá nhân và hai lần trong nhóm hội. Và các chị bật chế độ công khai giúp em. Rồi em chào chị Trần Khánh Ly này, chào chị Thanh Tâm Đặng nhá. Đẩy lực view giúp em nào mọi người ơi, lên 50 người nhá. 50 người em sẽ bắt đầu tặng luôn nào. 50 người em sẽ tặng cái em đang cầm nhá, với giá là 0 đồng nào. Rồi chào chị Cao Thị Liên này, chào chị Hạnh Hoàng Thị Hạnh nhá, em chào chị Ngọc Châu này. Rồi chấm lên. Rồi chấm lên tương tác của em nào mọi người ơi, chấm chia sẻ tương tác lên giúp em ha. Dạ từ từ rồi em sẽ like con đằng sau các chị hả. Bây giờ các chị cứ chấm bài và chia sẻ giúp em hai lần lên trang cá nhân và hai lần trong nhóm hội để em tặng đầu like nhá. Em tặng đầu like với giá 0 đồng à, áp dụng là chia sẻ bài nhá. Rồi chị nào thấy em thì cho em một nút chấm và tương tác mạnh tay giúp em ha. Rồi em chào chị Nguyệt Nguyễn này. Rồi em chào mọi người nhá. Rồi chị nào thấy em thì cho em một nút chấm nào mọi người ơi, chấm bài cho em thấy các chị ha, để em có động lực like nè. Rồi em chào chị La Hiền này. Rồi em chào mọi người nhá. Rồi chấm lên giùm em nào mọi người ơi, để em tặng cái đầu like nào. Để em tặng cái đầu like với giá 0 đồng nhá. Rồi em cảm ơn chị Loan Nguyễn nhiều này, em cảm ơn chị đẹp hả. Rồi chấm lên giùm em nào mọi người ơi, chấm chia sẻ bài giúp em nào. Rồi đầu like em tặng 0 đồng nhá. Đầu like em tặng 0 đồng cho chị Hải Lê nào. Rồi chấm lên tương tác với em nào mọi người ơi, chấm chia sẻ bài giúp em nào. Sao bên này em ru vậy? Còn như chị Thi Nguyễn nhá, còn nhá chị đẹp ha. Rồi chị cứ lựa đi, rồi em sẽ dồn đơn cho chị ha. Rồi em chào mọi người nè. Rồi cảm ơn chị May Luân Giang nhiều nhá, cảm ơn chị đẹp nè. Rồi chị Ngọc Châu ơi, chị chia sẻ giúp em nè. Chị chia sẻ nhá, chưa thấy hiện là người chia sẻ nè. Rồi chấm bài giúp em nè mọi người ơi, chấm chia sẻ sao nó bị sắp xé rồi ta. Rồi chia sẻ giúp em nè mọi người ơi, chấm chia sẻ bài giúp em nè cho chị Nguyễn Thoa nhá. Bên trang bếp nếu mà các chị chia sẻ nó sẽ hiện lên đấy, của các chị là người chia sẻ nha. Em chưa thấy, nãy giờ em chưa thấy bên này là người chia sẻ nha. Rồi chấm lên xem em nào cả nhà ơi, để em bắt đầu like luôn nè. Rồi cảm ơn chị Hồng Thúy Đinh nè. Rồi cảm ơn chị Ngọc Sương, thấy chị đã chia sẻ nè. Rồi bây giờ thôi, bây giờ em like luôn nha, không để các chị đợi lâu này, em like luôn nè. Rồi con này chị nào cỡ tầm 55kg quay đầu, eo 80 đổ lại là mang vừa nha. Eo 80 đổ lại là mang vừa. Dạ bên... Rồi eo 80 đổ lại là mang vừa. Eo 80 cảm ơn chị May Luân Giang nhiều nhá. Em biết là chị đã chia sẻ rồi nào. Rồi eo 80 đổ lại là mang vừa. Rồi lên xem em nào. Cho đây mã 1 này, 0 đồng kèm số điện thoại cho em nhá. Mã 1 0 đồng kèm số này. Có ai gọi cho chị Hà Hô chưa? Nếu mà gọi hàng đã đi rồi nhá. Hà Ngô. Rồi. Mã 1 kèm số của em này, cho em mã 1 nhá. Mã 1 kèm số của em này. Chị Nguyễn Thoa ơi, em chưa thấy chị chia sẻ. Nếu mà chị chia sẻ sẽ hiện lên nick của chị là người chia sẻ nhá. Nếu mà chị chia sẻ thì chị bật chế độ công khai giúp em ha. Rồi lên giúp em mã 1 này, mã 1 kèm số của em nè. Mã 1 không đồng kèm số của em nha, cho em mã 1 này. Mã 1 không đồng kèm số của em này cho em.
mã 1 không đồng nhá. Rồi con thứ hai này, mã 1 em mã 1 này, mã 1 cho chị may luôn ra, các chị comment đúng mã giùm em. Comment mã này kèm số điện thoại giùm em luôn ha. Comment mã kèm số điện thoại giùm em luôn ạ. Mã 1 cho chị may luôn ra rồi nhá. Mã 1 cho chị may luôn ra rồi nào. Rồi tiếp tục con thứ hai các chị nào. Con này chị nào cỡ tập 50 ký quay đầu là mang vừa nhá. 50 ký quay đầu là mang vừa, con này lên giùm em mã hoa kèm số của em này. Không đồng mã hoa kèm số của em nhá. Không đồng mã hoa kèm số của em này. Rồi em cảm ơn chị Thảo La nhiều nhá. Rồi mã ha, mã hoa không đồng kèm số của em này cho em mã hoa nha. Mã hoa không đồng kèm số của em này cho em mã hoa, giả mã 1 em hết rồi trời ơi. Em còn mã hoa này, mã hoa không đồng kèm số của em nhá. Mã hoa không đồng kèm số này. Rồi bây giờ em sẽ bắt đầu like luôn nha. Đồng giá này chỉ có 29k thôi các chị nhá. Hôm nay em xả cho hết hàng luôn ạ. À. Đồng giá 29k áp dụng chia sẻ bài nhá. Giả mã 1 em hết rồi trời ơi, em còn mã hoa nha, em còn mã hoa không đồng nè. Rồi bây giờ em bắt đầu like luôn nè. Con này chị nào có tầm 45 ký quay đầu là mang vừa nhá. 45 ký quay đầu là mang vừa. Rồi lên xem em mã caro kèm số của em này chỉ có 29k thôi ạ. 29k mã caro kèm số của em. 29k mã caro, caro 29k kèm số điện thoại của em ạ. Caro 29k kèm số điện thoại cho em nha. Caro 29k này. Rồi một con siêu đẹp luôn nha các chị ơi, một con siêu đẹp nè. Rồi con này chị nào cỡ tầm eo 80 đổ lại là mang vừa con này nhá. Eo 80 đổ lại là mang vừa con này. Rồi lên xem em mã vàng kèm số của em này. Chỉ có 29k thôi. 29k cho em mã vàng. Mã vàng 29k kèm số điện thoại của em ạ. Mã vàng 29k mã vàng kèm số của em nè. Mã vàng 29k kèm số ạ. Rồi con này size to, eo chị nào cỡ tầm 83 đổ lại là mang vừa nè. Eo 83 đổ lại là mang vừa cho em mã lụa kèm số của em là xả luôn các chị đồng giá luôn nè. Rồi lên xem em mã lụa kèm số của em nha, cho em mã lụa này, mã lụa kèm số này. Mã lụa dạ mã hoa không phải là không đồng đâu chị ơi. À rồi, mã hoa không đồng. Comment mã kèm số chị ơi. Rồi mã vàng cho chị Trần Hoàng Yến này chốt đủ đơn giúp em ha. Chị có chịu hay không mới là vấn đề, chị Thảo La ơi. Rồi lên xem em mã lụa kèm số của em này cho em mã lụa nhá. Mã lụa kèm số của em nè. Rồi lên xem em mã lụa kèm số eo của chị nào cỡ tầm 83 đổ lại là mang vừa. Eo 83 đổ lại là mang vừa cho em mã lụa kèm số của em này, lên xem em mã lụa nhá. Mã lụa kèm số của em này cho em mã lụa nhá. Mã lụa kèm số của em nè. Dạ mã vàng em hết rồi chứ. Rồi mã lụa cho chị Trần Hoàng Yến dồn đơn này. Mã lụa cho chị Trần Hoàng Yến. Rồi một con đỏ gấm các chị này, chị nào cỡ tầm 50kg quay đầu. Rồi mã hoa không đồng cho chị Thi Nguyễn này, chốt thêm cho đủ đơn chị nhá. Rồi con này 50kg quay đầu là em vừa. Rồi lên xem em mã đỏ kèm số của em này cho em mã đỏ nhá. Rồi mã nu, cái gì mã nu chị ơi. Mã nu em không có mã nu chị ơi. Rồi lên xem em mã đỏ kèm số của em, con này chị nào cỡ tầm 50kg quay đầu nhá. 50kg quay đầu là em vừa. 50kg quay đầu là em vừa, con này cho em mã đỏ kèm số của em này cho em mã đỏ nhá. Mã đỏ kèm số của em. Mã đỏ nhá. Mã lụa em hết rồi trời ơi, mã lụa em hết rồi nhá. Em còn mã đỏ này, em còn mã đỏ nhá. Các chị phải nhanh tay, em like bằng hai máy nên là các chị phải nhanh tay nhá. Rồi đỏ cấm cho chị may luôn sang này, đỏ cấm chị may luôn sang. Các chị ơi, các chị chốt đủ đơn giúp em ha. Rồi con này eo 80 đổ lại là mang vừa, một con ren trắng siêu đẹp nhá. Eo 80 đổ lại là mang vừa cho em mã ren trắng á. Eo 80 đổ lại là mang vừa cho em mã trắng kèm số của em. Eo 80 đổ lại là mang đẹp, một con siêu đẹp nè. Rồi lên xem em mã trắng này, mã trắng kèm số của em nha, cho em mã trắng này, đồng giá chỉ có 29k thôi ạ. Rồi lên xem em mã trắng kèm số của em nha, cho em mã trắng ạ. Mã trắng kèm số của em nè, chấm lên tương tác của em nè mọi người ơi, chỉ có 29k thôi các chị ha. Rồi một con dài siêu đẹp nè, con này chỉ nào 50kg quay đầu. 50kg quay đầu là mang vừa cho em mã dài. 50kg quay đầu là mang vừa cho em mã dài kèm số của em nè, 50kg nhá. 50kg quay đầu. Rồi 50 ký quay đầu cho em mã dài. Mã dài kèm số em là cho em mã dài. Cho nó em... Facebook tương tác nhau đi chị ơi. Nhà chị có mấy em trai nhờ. Sợ e, sợ cái gì, sợ chị, sợ em trai của chị không chịu em thôi. Rồi con này lên xem em mã váy này. Con này chị nào 52 ký quay đầu. Dạ mã trắng chị phút sau như một nha. 52 53 ký quay đầu là mang vừa cho em mã váy kèm số của em này. 52 53 ký quay đầu là mang vừa cho em mã váy á. Mã váy kèm số của em nha các chị yêu này, cho em mã váy nhá. 52 53 ký đổ lại nè. Rồi chào chị Lê Văn Kỳ nhá. 52 53 ký quay đầu mang vừa cho em mã váy kèm số của em này, lên xem em mã váy á. Mã váy kèm số của em nhá các chị ơi, cho em mã váy này. Chấm lên tương tác của em nào mọi người ơi. Chị nào thấy em thì cho em một nút chấm này. Chấm mày hộ em để em có động lực like các chị ơi. Em thở không nổi đâu.
Rồi mà con sán siêu xinh này, con này chỉ nào cỡ tầm 45kg quay đầu. Dạ đồng giá 29k thôi chị Nguyễn Diệu ơi. Rồi 45kg quay đầu là mang vừa. 45kg quay đầu là mang vừa, mã váy cho chị Phúc sau như một nhá. Chị Nguyễn Thoa sau rồi nè. 45kg quay đầu là mang vừa cho em mã xám kèm số của em nè. Rồi mã dài cho chị Thi Nguyễn này, mã dài cho chị Thi Nguyễn dồn đơn nha. Rồi con này lên xem em mã xám kèm số điện thoại của em. Mã xám kèm số điện thoại của em nha các chị ơi, cho em mã xám nhá. Mã xám kèm số của em nè. Rồi mã xám nhá, mã xám kèm số của em cho em mã xám nè. Chấm lên hộ em nè mọi người ơi, chấm chia sẻ bài giúp em nè. Rồi con này siêu đẹp luôn các chị ơi, một con lụa siêu đẹp nè. Rồi con này eo của chị nào cỡ tầm 82-83 đổ lại là mang vừa nè. Rồi mã xám cho chị Thúy Vi này, mã xám chị Thúy Vi nhá. Eo 82-83 đổ lại là mang vừa cho em mã lụa nè. Eo 82-83 đổ lại là mang vừa cho em mã lụa kèm số của em ạ. Cho em mã lụa nhá, mã lụa kèm số của em. Eo 82-83 đổ lại là mang vừa cho em mã lụa nè, mã lụa nhá. Chiều em có nhắn tin cho chị áo dài. Rồi lên xem em mã lụa này, mã lụa nha. Eo 82-83 đổ lại cho em mã lụa. Comment đúng mã xem em nè. Rồi lên xem em mã lụa kèm số em. Cho em mã lụa nha, mã lụa kèm số em nè. Lên xem em mã lụa ạ. Mã lụa kèm số, mã lụa cho chị Trần Hoàng Yến dồn đơn này. Mã lụa cho chị Trần Hoàng Yến rồi nhá. Rồi một con caro siêu xinh luôn các chị nhá. Con này chị nào cỡ tầm 50kg. 50kg quay đầu là mang vừa, 50kg quay đầu mã 8 là mã gì chị ơi? 50kg quay đầu là mang vừa cho em mã caro, 50kg đổ lại là mang đẹp cho em mã caro. Con này dài qua gối nha các chị yêu nè. Rồi lên xem em mã caro siêu xinh luôn ha, cho em mã caro kèm số của em nè. Rồi lên xem em mã caro, mã caro kèm số của em cho em mã caro nha, caro kèm số của em nè. Rồi mã caro nha, cho em mã caro kèm số của em, lên xem em mã caro ạ. Mã caro kèm số của em cho em mã caro, mã caro kèm số của em ạ. Mã caro nha, lên xem em mã caro kèm số nè. Rồi chấm mã xem em nè mọi người ơi. Chị nào thấy em thì cho em một nút chấm này. Em còn mã caro nha, caro cho chị Ngọc Lan. Caro cho chị Ngọc Lan nè. Rồi 45kg quay đầu cho em mã nhỏ này. 45kg quay đầu. 45kg quay đầu cho em mã nhỏ kèm số của em là 45kg quay đầu nhá. 45kg quay đầu là mang vừa cho em mã nhỏ kèm số của em này, lên xem em mã nhỏ nhá. Tương tác lên xem em nào mọi người ơi, lên xem em mã nhỏ này. Em còn mã nhỏ nha các chị yêu ha, em còn mã nhỏ này. Và chốt đủ đơn xem em nha, chị nào có đơn thì chốt đủ đơn xem em nào. Rồi eo 8, eo 76 quay đầu là mang vừa con này nhá. Eo 76 quay đầu cho em mã xám kèm số của em ạ. Eo 76 quay đầu cho em mã xám. Eo 76 quay đầu cho em mã xám kèm số của em này, mã caro em hết rồi trời ơi. Em còn mã xám á. Em còn mã xám chị ơi, em còn mã xám á. Rồi em cho chị sang sang nha. Rồi, con này chị nào có tầm eo 82 đổ lại là mang vừa. Eo 82 đổ lại là mang vừa cho em mã hoa. Eo 82 đổ lại là mang vừa cho em mã hoa kèm số của em là eo 82 nha các chị yêu này. Eo 82 đổ lại là mang vừa có đính kim sa nè. Rồi eo 82 đổ lại cho chị Phan Thị Bích Thảo nhá. Rồi lên xem em mã hoa, mã hoa kèm số của em eo 82. Eo 82 đổ lại là mang vừa cho em mã hoa kèm số của em là mã hoa nhá. Rồi mã xám cho chị Yến Phụng này, chốt đủ đơn xem em chị Yến Phụng nhá. Chốt nói chung đơn của các chị cứ 80k đổ lên là em ship hàng được không? Rồi con này một con cổ tim siêu đẹp nè. Rồi con này chị nào có tầm 45. Dạ em chào chị Phan Thị Bích Thảo này, chào chị đẹp nha. 45kg quay đầu là mang vừa cho em mã trắng. 45kg quay đầu cho em mã trắng kèm số này. Rồi lên xem em mã trắng này, mã trắng kèm số của em này, cho em mã trắng này. Rồi cảm ơn chị Ngọc Y Nguyễn nhá. Mã nhỏ. Rồi mã nhỏ ạ. Mã nhỏ của chị Mười Đang. Mã nhỏ cho chị Mười Đang này. Rồi em còn mã hoa nha các chị ơi. Mã hoa cho chị Nguyễn Diệu này. Mã hoa cho chị Nguyễn Diệu các chị ơi, chốt đủ đơn giúp em với nhá. Chốt đủ đơn giúp em với ạ. Rồi con này chị nào cỡ tầm eo 80 đổ lại là mang vừa nhá. Eo 80 đổ lại là mang vừa con này. Eo 80 đổ lại là mang vừa cho em mã Viền nhá. Eo 80 đổ lại ạ. Rồi mã trắng cho chị Hảo này, mã trắng chị Hảo nhá. Eo 80 đổ lại là mang vừa cho em mã Viền kèm số của em. Eo 80 đổ lại là mang vừa cho em mã Viền này, mã Viền kèm số của em nhá. À. Rồi đây em cho em mã Viền nhá, mã Viền kèm số của em ạ, mã Viền nhá. Rồi một con đỏ sọc siêu đẹp eo 80 nhá. Eo 80 đổ lại là mang vừa con này cho em mã đỏ. Eo 80 82 đổ lại là mang vừa nhá. Eo 82 đổ lại nè. Eo 82 đổ lại là mang vừa cho em đỏ kèm số của em nhá. Rồi cho em mã đỏ nè. Eo 82 đổ lại là mang vừa cho em đỏ kèm số của em. Eo 82, eo 82 đổ lại là mang vừa cho em đỏ. Mã đỏ kèm số của em eo 82 nha. Eo 82 đổ lại cho em đỏ. Eo 82 đổ lại cho em đỏ kèm số của em này. Chấm lên giùm em nào mọi người ơi. Mã đỏ kèm số của em này đỏ nhá.
Rồi đó cho chị Hảo này, đó cho chị Hảo nhá. Rồi cái size ở đằng sau hả? Rồi từ từ em sẽ lên, em lên con này đã rồi em lên con đằng sau nhá. Rồi con này còn nguyên tang nguyên mạc luôn nha mọi người nè, con này còn mới nhá. Rồi mã đỏ em hết rồi chị ơi. Con này chị nào cỡ tập 50kg quay đầu cho em mã còn tem. 50kg quay đầu là mang vừa cho em mã còn tem kèm số của em. 50kg quay đầu mang vừa cho em mã còn tem. 50kg quay đầu cho em mã còn tem kèm số của em mã còn tem. 50kg quay đầu cho em mã còn tem. 50kg qua đầu cho em mã còn tem kèm số. Đó, tự nhiên khó thở mà cái này quá. Rồi con này chị nào 45kg quay đầu là mang vừa. 45kg quay đầu là mang vừa cho em mã hoa. Con này size nhỏ này 45kg quay đầu. Có dài qua gối chị ơi. Còn tem cho chị may luôn ra. Rồi con này 45kg quay đầu cho em mã hoa. 45kg quay đầu cho em mã hoa kèm số em là mã hoa này. Mã hoa kèm số em cho em mã hoa nhá. Mã hoa kèm số em này cho em mã hoa. Rồi em lên một con siêu phẩm nha các chị nè. Con này siêu phẩm nha, size S, chị nào mặc size S hãng hốt con này nha. Chị nào có tầm 47kg quay đầu là mang vừa con này nha. 47kg quay đầu là mang vừa cho em mã xanh kèm số của em. Con này xả cho các chị 160k mã xanh. Xanh 160 kèm số của em này, xanh 160 nha. Xanh 160 kèm số của em này siêu đẹp luôn nha các chị yêu nào. Rồi xanh 160k cho em mã xanh này. Mua mấy cái chốt đơn vậy. Nói chung chị cứ chốt đi, chốt cỡ tầm nói chung đơn của chị mà 80k đổ lên là em ship hàng được nha. Rồi con này cho em mã xanh kèm số của em này, cho em mã xanh nhá. Mã xanh kèm số của em lên cho em mã xanh kèm số này. Cho em mã xanh, mã xanh, mã xanh kèm số của em này cho em mã xanh nhá. Xanh kèm số của em 160 mã xanh kèm số này. Rồi một con kích tân này, một con kích tân siêu xinh luôn nha các chị yêu nào. Rồi con này lên cho em mã kích tân kèm số của em. Con này chị nào cỡ tầm 54kg quay đầu 53kg quay đầu size L nhá. 53kg quay đầu cho em mã kích tân kèm số của em là mã kích tân nhá. Cách tân kèm số của em này. Con này xả cho các chị 130k cho em mã cách tân. Cách tân 130 kèm số của em này cách tân nhá. Mã hoa cho chị à. Mã hoa cho chị à. 10 đăng. Mã hoa cho chị 10 đăng dạ có size L nha chị ơi, có size L nhá. Rồi con này một con siêu phẩm dáng dài nha các chị yêu này. Một con siêu phẩm dáng dài nhá. Con này size to dành cho eo chị nào có tầm 82 đổ lại là mang vừa nhá. Eo 82 đổ lại là mang vừa. Có size L không, xanh đẹp mà nhỏ. Có size có nhưng mà size khác chị ạ, à, có nhưng mà con khác chị ha. Rồi con này lên xem em mã lụa kèm số em này. Rồi cách tân cho chị phút sau nha một. Cách tân cho chị phút sau nha một nè. Rồi con này lên xem em mã lụa kèm số của em này cho em mã lụa nha. Có áo dài nhưng mà bây giờ em không có like chị ơi, em like hồi trưa rồi nhá. Rồi 130 cái tân 130 em hết rồi chị ơi, cái tân 130 của chị phút sau như một rồi nhá. Rồi con này eo của chị nào 82-83 đổ lại là ba vừa. Eo 83 đổ lại ba vừa cho em mã lụa kèm số của em này, xả các chị 140k cho em mã lụa. Mã lụa 140 cho chị Hảo này, lụa 140 cho chị Hảo nhá. Lụa 140 cho chị Hảo này. Các chị phải nhanh tay, em like bằng hai máy nên là các chị phải nhanh tay giúp em nhá. Em like bằng hai máy nên là các chị phải nhanh tay giúp em ạ. Rồi con này siêu đẹp, eo của chị nào 80 đổ lại là mang vừa cho em mã xanh. Eo 80 đổ lại cho em mã xanh kèm số của em này 29k mã xanh. Xanh 29k kèm số của em này cho em mã xanh nhá. 130 160. Xanh kèm số của em cho em mã xanh, mã xanh kèm số của em ạ. 160 cho lộn. Rồi đỏ này siêu đẹp này, chị nào cỡ tầm 45kg quay đầu. 45kg quay đầu là mang vừa cho em mã đỏ. 45kg quay đầu là mang vừa cho em đỏ kèm số của em nha. 45kg quay đầu ạ. 45kg quay đầu là mang vừa cho em mã đỏ đây. 45kg quay đầu nha. Rồi mã xanh cho chị Nguyễn Diệu này, mã xanh cho chị Nguyễn Diệu nhá. Áo xanh eo 82 mặc được không? Không chị ơi, cái đó là size S thôi nha. Eo của chị nào cỡ tầm 68 đổ lại thôi nha. Rồi con này chị nào cỡ tầm 45kg quay đầu là mang vừa. 45kg quay đầu mang vừa cho em đỏ kèm số của em. 45kg quay đầu mang vừa cho em đỏ nhá. Đỏ kèm số của em ạ. 45kg quay đầu ha. 45kg đổ lại cho em đỏ kèm số của em ạ. Đỏ nhá. Đỏ kèm số của em nè. Rồi con này là áo nha các chị yêu này. Dạng áo mà có dây rút ở phần dưới này nha. Rồi mã đỏ cho chị Ngọc Lan nhá. Dạng chị nào cỡ tầm 48kg quay đầu cho em mã áo. 48kg quay đầu là mang vừa cho em mã áo kèm số của em. 48kg quay đầu là mang vừa cho em mã áo này. 48kg quay đầu cho em mã áo. Hình như em mặc cái này em khó thở quá. Rồi lên cho em mã áo này. Mã áo kèm số của em cho em mã áo ạ. Mã áo. Rồi em chào chị Tâm Từ Bi. 45kg quay đầu cực kỳ đẹp luôn. 45kg quay đầu cho em mã xanh. 45kg quay đầu cho em mã xanh kèm số của em này. 45kg nhá. 45kg quay đầu cho em mã xanh. Xanh 45kg kèm số em là xanh nhá. 45kg quay đầu cho em mã xanh kèm số em ạ. Cho em mã xanh nhá. 45kg quay đầu.
45kg quay đầu trên mạng xanh, đồ lụa siêu đẹp này các chị này, một con lụa siêu đẹp nhá. Rồi con này eo của chị nào cỡ tầm 76 đổ lại là mang vừa, con này size L nhá. Size L eo 76 quay đầu mang vừa trên mạng lụa. Eo 76 quay đầu trên mạng lụa, con này cổ cao nhá. Rồi đây giùm em mã lụa kèm số em trên mạng lụa nhá. Eo 76 quay đầu trên mạng lụa này. Rồi ok chị Hảo nè. Rồi lên xem em mã lụa kèm số em cho em mã lụa này, mã lụa kèm số em lên xem em lụa nha. Lụa kèm số em này cho em mã lụa nha. Mã lụa kèm số em này lên xem em mã lụa nha. Chấm lên tương tác của em nào mọi người ơi. Rồi, mã lụa này. Mã lụa cho chị Yến Phụng nha. Lụa cho chị Yến Phụng này. Rồi con này chị nào 50kg quay đầu là mang vừa cho em mã hoa. 50kg quay đầu mang vừa cho em mã hoa. Mã xanh cho chị 10 đan. Mã xanh cho chị 10 đan. Rồi con này cho em mã hoa kèm số em lên xem em mã hoa nè. Mã hoa kèm số em nhá chị yêu nè. Mã hoa 50kg quay đầu ha. 50kg quay đầu cho em mã hoa. 50kg quay đầu cho em mã hoa kèm số nè. 50kg quay đầu cho em mã hoa. Mã hoa kèm số em 50kg ạ. 50kg quay đầu cho em mã hoa nhá. Mã hoa kèm số em nè. Mã lụa em hết rồi nè. Trời ơi, con này siêu xinh luôn nhá. Kiểu dạng váy các chị này, con này dạng xòe nhá. Xòe, kiểu xòe nè. Rồi chị nào cỡ tầm 52kg quay đầu nhá. 52kg quay đầu là mang đẹp. 52kg quay đầu là mang đẹp cho em mã xòe. Đồng giá luôn các chị nhá. 29k xòe. Xòe 29k. Xòe 29 á. Xòe 29k nhá. Xòe 29 á. Rồi xanh này đẹp nè. Eo 80 đổ lại là mang vừa. Eo 80 đổ lại là mang vừa cho em mã xanh. Eo 80 đổ lại cho em mã xanh. Nguyễn Thoa ơi chị sao chị ơi, chị ráng chốt đi. Bây giờ cũng ít người chốt nên là chị chốt đi. Rồi lên xem em mã xanh. Mã xanh. Mã xanh kèm số ạ, xanh nè. Xanh. Rồi mã xòe, mã xòe này. Mã xòe cho chị phút sau như một à. Mã xòe cho chị phút sau như một ạ. Chị Nguyễn Thoa lại sau rồi nè. Rồi con này lên xem em mã beo kèm số em 53kg quay đầu cho em mã beo nè. 53kg quay đầu là mang vừa cho em mã beo. 53kg quay đầu cho em mã beo kèm số em mã beo nhá. 53kg quay đầu beo. 53kg quay đầu cho em mã beo kèm số em 53kg ạ. Dạ cái em đang mặc là size S chị ơi. Cái em đang mặc là size S chị nhá. Con này dài qua gối size S chị nào cỡ tầm 47-48kg quay đầu nhá. 47kg quay đầu con em đang mặc nè. 47kg quay đầu nhá. Chị nào lấy con em đang mặc thì lên xem em mã đen. Mã đen kèm số này. Cho em mã đen, mã xòe em hết rồi chị ơi. Em còn mã beo nhá. Rồi lên con này cho em mã đen kèm số em này. Mã đen 79k đen. Đen 79k kèm số em. Đen 79 đấy. Rồi mã beo. Mã beo này. Mã beo chị may luôn ra. Beo chị may luôn ra. Rồi, con sáng dài nha các chị ơi nè. Eo 82 đổ lại mang vừa. Eo 82 đổ lại mang vừa cho em mã dài kèm số của em. Eo 82 đổ lại mang vừa cho em mã dài. Mã dài kèm số của em là sải. Sải các chị 49k thôi. 49k mã dài. Dạ, hàng sim mà có giá này chị ơi. Hàng sim mà có giá này nha. Không phải hàng lưu chị nha. Em nói trước nè. Hàng lưu em cũng có nhưng mà hơi đợi hơi lâu. Rồi, theo siêu đẹp. Họa tiết là theo hết nha các chị nè. 52kg quay đầu. 52kg quay đầu nè. 52kg quay đầu mã dài cho chị Nguyễn Diệu. Dài cho chị Nguyễn Diệu nè. Rồi con này dạng xòe nha các chị yêu này. Dạng đầm xòe nha. Họa tiết là hình theo hết nha. Cái này hoa là hoa theo hết nè. Rồi con này 52kg quay đầu mang vừa cho em mã theo. 52kg quay đầu là mang vừa cho em mã theo. Kèm số em 52kg quay đầu cho em mã theo. 52kg quay đầu cho em mã theo. Theo 52kg nè. Theo 52kg kèm số em mã dài 49k nhỉ mấy. Mã dài này là 49k. Rồi cho em mã theo, mã theo kèm số em này đẹp lắm luôn các chị nè. Rồi lên xem em mã theo. Khi nào like hàng new hả? Khi nào mà em về hàng mới thì em sẽ thông báo chị nhá. Nên là cứ theo dõi trang em ha. Đồ new hả? Đồ new hả? Sơn sám new á. Chưa lâu. Lâu hả? Còn lâu. Lâu lắm chị ơi. Mã theo. Em còn mã theo á chị ơi, em còn mã theo nhá. Mã xòe em hết rồi chị ơi, mã xòe em hết rồi nhá. Rồi em còn mã theo. Rồi eo 80 đổ lại rồi, cho em mã xanh này. Theo cho chị phút sau như một này. Ủa em có thấy chị Nguyễn Rơ đâu chị ơi. Em không thấy chị Nguyễn Rơ qua mặt chị nhá. Nguyễn Rơ ơi em like bằng hai máy á chị ơi. Cho nên là ai muốn lên xanh. Thì em phải chúc cho người đó. Eo 80 đổ lại xanh nhầm em. Eo 80 đổ lại xanh nhá. Xanh eo 80. Theo em hết rồi chị ơi. Theo hết rồi nè. Xanh. Sao chị May Long Giang lại qua đây rồi. Eo 80 đổ lại hoa. Bọn chèm lên kia không được sao sao bên này. Eo 80 đổ lại cho em mã hoa. Bên này nó cũng chậm hơn ý. Eo 80 đổ lại cho em mã hoa. Eo 80 đổ lại cho em mã hoa. Mã hoa kèm số em. Eo 80 đổ lại cho em mã hoa nha. Eo 80 đổ lại hoa.
E76 quay đầu em vừa cho em mã hồng. E76 quay đầu cho em mã hồng. Dạ đuôi cái em không có rồi chị ơi. Rồi lên xem em mã hồng. Mã hồng nè. Mã hồng nha. Mã hồng kèm số em đặt cho em mã hồng nha. Mã hồng. Mã hồng kèm số em ạ. Hồng nè. Rồi con này size siêu to siêu khổng lồ nè. Siêu to luôn nha. Eo chị nào cỡ tầm 90 đổ lại luôn. Eo chị nào 90-100. Nói chung là eo 95. Phải không nhỉ? Eo 95 đổ lại mang vừa cho em mã size to. Eo 95 đổ lại cho em mã size to. Chào chị Loan Chinny này. Em cao bao nhiêu? Dạ em cao 1m55 chị ơi. Hồng cho chị Yến Phụ nào. Rồi mã size to kèm số này size to. Mã size to nhá. Rồi một con dáng dài E76 quay đầu là mang vừa nha. E76 quay đầu mang vừa cho em mã dài. E76 quay đầu mang vừa cho em mã dài. Ừ, chơi hai máy hả chị ơi. Chơi hai máy luôn. Rồi con này chị nào cỡ tầm 50kg quay đầu cho em mã trắng á. 50kg quay đầu cho em mã trắng kèm số em. 50kg quay đầu cho em mã trắng nhá. 50kg quay đầu cho em mã trắng kèm số này. 50kg nhá. 50kg quay đầu cho em trắng kèm số em nào. Rồi 52kg quay đầu. 52kg quay đầu nào. Rồi mã hồng. Mã hồng em hết rồi chị ơi. Mã hồng em hết rồi này. Em cần mã trắng nhá. 52kg quay đầu là mẹ vừa. 52kg quay đầu nhá. Rồi lên xem em mã số 1 kèm số em. 50kg quay đầu. 52kg quay đầu cho em mã 1 ạ. 52kg quay đầu mã 1 mã trắng chị Hảo nè. Mã trắng chị Hảo nhá. Rồi em còn mã 1 nè. Rồi eo 80 đổ lại là mang vừa cho em mã vàng. Eo 80 đổ lại mang vừa cho em mã vàng nhá. Eo 80 đổ lại là mang đẹp. Eo 80 đổ lại cho em mã vàng. Mã vàng kèm số em. Cho em mã vàng nhá. Mã vàng kèm số ạ. Mã vàng ạ. Rồi con này chị nào E76 quay đầu là mang vừa. E76 quay đầu là mang vừa cho em mã số 3. E76 quay đầu là mang vừa cho em mã 3 kèm số của em. E76 quay đầu cho em mã 3. Mã 3 kèm số của em này. Lên xem em mã 3. Mã 3 kèm số này. Mã 3 nhá. Mã boa. Mã boa. Cho em mã boa. Rồi. Rồi con này chị nào cỡ tầm 52kg quay đầu. 52kg quay đầu cho em mã lạ. 52kg quay đầu là mang đẹp cho em mã lạ kèm số của em. 52kg quay đầu nhá. 52kg đổ lại là mang vừa cho em mã lạ này. Mã lạ kèm số của em 52kg ạ. 52kg quay đầu cho em mã lạ. Mã lạ. Trời ơi cả em nó mặc vầy mà không ai hốt hả. Mã lạ nhá. 50kg quay đầu cho em mã trắng. Mã 1 cho chị 10 đang. Mã 1 cho chị 10 đang này. Mã 1 mã 1 cho chị 10 đang. Mã em mặc còn không? Còn như chị Tuyết Hồng Phạm ơi. Cái này là siêu phẩm nha chị ơi. 79k nha. Chị nào lấy. Chị nào. Con này là size S nha. Chị nào có tầm 47kg quay đầu. Chị nào lấy thân lên xem em mã đen. Mã đen kèm số em 79k mã đen nha. Đen 79k kèm số em đen 79 ạ. Rồi con này chị nào 50kg quay đầu là mang vừa cho em mã trắng này. Một con siêu phẩm dài. Rồi lên xem em mã trắng kèm số em. Xả cái chị 49k thôi. 49k mã trắng kèm số của em. 49k mã trắng ạ. Cái em đang mặc là size S nha các chị yêu nào. Size S nha các chị yêu nhá. Chị nào có tầm 47kg quay đầu. 47kg quay đầu con này nhá. Chị nào lấy thì lấy giùm em mã đen. Mã đen em đang mặc nhá. Mã đen 79k này. Mã đen à. Mã đen. Mã lạ cho chị Nguyễn Râu. Mã lạ cho chị Nguyễn Râu. Mã đen này. Mã đen cho chị Ngọc Lan này. Đen chị Ngọc Lan này. Cởi ra đấy. Đen cho chị Ngọc Lan. Đen cho chị Ngọc Lan này. Rồi 79k đen chị Ngọc Lan này. Đen 79k cho chị Ngọc Lan nha. Đen chị Ngọc Lan. Rồi chị nào thấy em thì cho em một chút trắng đi. Con này dáng dài mặc vào. Cái mỗi một lần mặc lên là khó chịu. Cái này mặc rồi con này siêu đẹp luôn nha các chị yêu nè. Mã đen cho chị Ngọc Lan rồi nhá. Rồi con này chị nào cỡ tầm E82 đổ lại là mang vừa. E82 đổ lại là mang vừa. Con này E82 đổ lại cho em mã xanh. E82 đổ lại cho em mã xanh kèm số em E82 nhá. E82 đổ lại cho em mã xanh. Mã xanh kèm số em. Lấy cái kẹp cho chị bác. Mã xanh kèm số em là mã xanh nhá. Cái kẹp. Rồi con này chị nào cỡ tầm 50kg quay đầu là mang vừa cho em mã lụa. 50kg quay đầu cho em mã lụa kèm số em. 50kg quay đầu nhá. 50kg quay đầu cho em mã lụa này. Mã lụa kèm số em này. Rồi từ từ em lên chị ơi. Rồi lên xem em mã lụa này. Mã lụa kèm số em cho em mã lụa này. Không thấy chị Thi Nguyễn ơi. Em không thấy chị comment nhá.
em like với lại em like bằng hai máy, chị nào lên trước thì em sẽ chốt cho chị này nha. Đây là các chị phải nhanh tay của em nè, các chị phải nhanh tay nha. Rồi mã xanh em còn mã xanh chị Trần Hoàng Yến này, xanh chị Trần Hoàng Yến nha, xanh chị Trần Hoàng Yến ạ. Rồi con này chị nào cỡ tầm 50kg quay đầu mang vừa cho em trắng, 50kg quay đầu mang vừa cho em mã trắng kèm số em, 50kg quay đầu mang vừa cho em mã trắng ạ, 50kg quay đầu mang vừa cho em mã trắng ạ, trắng kèm số em, 52kg quay đầu là mang vừa, 52kg quay đầu là mang vừa cho em mã kim sa, 52kg quay đầu mang vừa cho em mã kim sa kèm số này, mã kim sa, mã kim sa kèm số em này cho em mã kim sa, mã kim sa, mã kim sa kèm số em kim sa nè, kim sa kèm số ạ. Rồi eo kiểu chị nào cỡ tầm 76 quay đầu là mang vừa, eo 76 quay đầu là mang vừa, eo 76 quay đầu là mang vừa cho em mã trắng kèm số em, eo 76 quay đầu nhá, eo 76 quay đầu mang vừa cho em mã trắng này, eo 76 quay đầu mang vừa cho em mã trắng này, mã lộ này, mã lộ cho chị Nguyễn Râu dồn đơn, mã lộ cho chị Nguyễn Râu dồn đơn à. Rồi con này cho em mã trắng kèm số em này, cho em mã trắng á, mã trắng kèm số em lên giùm em mã trắng, trắng kèm số em nhá, cho em mã trắng á, trắng kèm số nha các chị ơi. Mã kim sa, kim sa này, cứ chốt hàng lên số các chị ơi, chốt hàng lên số đây. Trần Vai Nhơ chốt hàng lên số giùm em với chị Trần Vai Nhơ. Rồi con này chị nào cỡ tầm eo 76 quay đầu là mang vừa, eo 76 quay đầu là mang vừa cho em mã viền kèm số em, eo 76 này. Rồi ok chị Trần Vai này, chốt thêm một con, chốt thêm hai con cho đủ đơn chị Trần Vai nha. Eo 76 quay đầu là mang vừa, eo 76 quay đầu mang vừa cho em mã viền kèm số em, eo 76 quay đầu nhá. Con đằng sau là size S chị nhá, con đằng sau là size S này. Đây size S này. Hương Trần mã trắng chốt hàng lên số giúp em này, Hương Trần mã trắng chốt hàng lên số giúp em nào. Rồi con này là size S nha các chị ơi nào, con này size S nha. Rồi size S nha các chị ơi nào, chị nào mặc size S hốt liền con này giúp em. 47kg quay đầu là mang vừa con này, 47kg quay đầu nhá. Rồi chị nào lấy con này lên giúp em mã xanh kèm số của em này, mã xanh nhá, mã xanh kèm số của em nào. Xả cái này con chị, xả các chị con này 160k mã xanh. Mã xanh 160 kèm số của em là xanh 160 nha. Xanh 160 kèm số này, chốt đủ đơn nha mọi người nha. Chị nào có đơn ở bên em thì chốt đủ đơn cho em với nha. Rồi con này chị nào cỡ tầm 45kg quay đầu là mang vừa cho em đỏ này. 45kg quay đầu mang vừa nha. 45kg quay đầu. 45kg quay đầu là mang vừa cho em mã đỏ kèm số của em. 45kg quay đầu cho em mã đỏ này. 45 thì chị cứ chốt đi chị ơi. 45kg quay đầu cho em mã đỏ kèm số em phải gầm nha các chị yêu nào. 45kg quay đầu cho em mã đỏ này, chị nào mặc size S hốt liền con này giùm em cho em mã đỏ này. Mã viền cho chị 10 đan, mã viền cho chị 10 đan này. Cái này này, cái xanh nhá. Rồi lên giùm em mã đỏ kèm số em. Mã đỏ kèm số em cho em đỏ nhá. Rồi con này chị nào 45kg quay đầu luôn ạ. 45kg quay đầu hoa. 45kg quay đầu hoa mà gấm đỏ chị may luôn Giang. 45kg quay đầu cho em tím. 45kg quay đầu cho em tím ạ. 45kg quay đầu tím cho em. 45kg quay đầu tím. 45kg quay đầu tím ạ. 45kg quay đầu tím. Rồi một con dạng váy các chị ơi siêu đẹp luôn. 50kg quay đầu. 50kg quay đầu cho em mã váy. 50kg quay đầu mang vừa cho em mã váy. 50kg quay đầu. 50kg quay đầu cho em mã váy kèm số hết. 50kg quay đầu nha. 50kg đầu lại cho em váy ạ. Rồi, con này co giãn được nha, con này co giãn được nào. Rồi, mã đỏ em hết rồi nha. Rồi, con này lên giùm em mã giãn này. Rồi, mã tím này. Của ai? Rồi, con này chị nào cỡ tầm 40 này, 40 tới 52kg này. Cho em mã giãn này, 40-52kg cho em giãn nha. Con này con đó co giãn được nào. 40-52kg cho em giãn ạ. Rồi, eo 80 đổ lại mang vừa. Eo 80 đổ lại mang vừa cho em mã họa tiết. Eo 80 đổ lại là mang vừa mã họa tiết kèm số của em. Eo 80 đổ lại là mang vừa cho em họa tiết ha. Họa tiết kèm số của em nè. Mã váy cho chị Trần Vanh dồn đơn. Váy cho chị Trần Vanh này. Cho thêm một con đủ đơn nha chị Trần Vanh nha. Rồi con này chị nào cỡ tầm 50kg quay đầu là mang vừa. Mã hoa cho chị Thi Nguyễn. Hoa cho chị Thi Nguyễn. Cái xanh kia. Rồi 50kg quay đầu là mang vừa mà giãn cho chị Linh Khánh chốt hàng lên số chị Linh Khánh ơi. Rồi con này chị nào 50kg quay đầu là mang vừa. 50kg quay đầu mang vừa cho em mã xanh, 50kg quay đầu nha. Rồi mã tím này, mã tím cho chị Phan Hương. Phan Hương ơi chốt đủ đơn giúp em chị Phan Hương nha. Rồi con này cho em mã xanh, 50kg quay đầu cho em mã xanh. 50kg quay đầu cho em mã xanh kèm số của em, 50kg quay đầu nha. Có loại eo ngang rốn 82 đến 85 là sao? Họa tiết là cái kia kìa. Họa tiết của ai? Chị không thấy. Họa tiết của chị Trần Hoàng Yến nè. Mã dạng của chị Thi Nguyễn nè. Rồi con này siêu to nha các chị nha. Chị nào cỡ tầm từ 55kg đổ lên cho em ạ.
size to 55 ký đổ lên làm em vừa cho em ạ. Size to rồi, ok chị Linh Khánh nhé. Linh Khánh mã giãn ấy. Mã giãn cho chị khác rồi mà. Ủa, chị đã đọc cho chị kia rồi mà. Mà giãn chị Linh Khánh trước rồi nhá. Chị Linh Khánh chốt đủ đơn xem em với ạ. Rồi con này size to với chị này, eo của chị nào cỡ tầm 90 đổ lại luôn nhá. Rồi mã xanh cho chị 10 đăng, Rồi mã xanh cho chị 10 đăng, em còn mã to nhá. Rồi con này rồi con này chị nào eo 90 đổ lại làm em vừa. Eo 90 đổ lại làm em vừa cho em mã tím đây, một con siêu phẩm nhá. Eo 90 đổ lại làm em vừa cho em mã tím. Eo 90 đổ lại làm em vừa cho em tím kèm số của em. Eo 90 nhá. Eo 90 đổ lại tím ạ. Eo 90 đổ lại tím. Eo 80 đổ lại cho em chim. Eo 80 đổ lại cho em mã chim. Eo 80 đổ lại là mang đẹp cho em mã chim kèm số của em. Eo 80. Eo 80 đổ lại cho em mã chim. Mã chim kèm số của em mã chim nè. Rồi một con siêu đẹp nha các chị nè. 50 ký quay đầu cho em mã theo, 50 ký quay đầu tím chị Linh Khánh dồn đơn, 50 ký quay đầu cho em mã theo, 50 ký quay đầu cho em mã theo kèm số em 50 ký nhá, 50 ký đổ lại là mang vừa cho em mã theo kèm số em 50 ký quay đầu theo, 50 ký quay đầu theo theo giùm em ạ. Rồi cái này của bé các chị nè, con này của bé nhá. Rồi lên xem em mã bé kèm số em 35 ký quay đầu, 35 ký quay đầu cho em mã bé, 35 ký quay đầu là mang vừa mã bé kèm số em 35 ký quay đầu nhá. 35 ký quay đầu cho em mã bé kèm số em mã bé ạ. Mã bé theo cho chị Linh Khánh cho đơn rồi đủ đơn nhá. Rồi con này chị nào 50 ký quay đầu cho em mã đỏ, con này dài qua gối, 50 ký quay đầu cho em mã đỏ kèm số em này. Em không thấy chị Thi Nguyễn comment à, em không thấy chị Thi Nguyễn comment luôn á. Mã to cho chị Kiều Trinh Võ này, mã to cho chị Kiều Trinh Võ nhá. Rồi mã bé này, mã bé cho chị Trần Hoàng Yến này, mã bé cho chị Trần Hoàng Yến nhá. Rồi mã to cho chị Kiều Trinh Võ chốt đủ đơn cho em nhá. Rồi con này cho em mã đỏ kèm số em 50 ký quay đầu nhá. 50 ký quay đầu cho em mã đỏ kèm số em 50 ký quay đầu. 50 ký đổ lại là em vừa cho em mã đỏ kèm số em. Rồi con này eo 80 đổ lại là em vừa. Rồi mã đỏ cho chị Linh Khánh dồn đơn là mã theo em hết rồi trời ơi. Rồi em còn mã chim này, mã bé cho chị Trần Hoàng Yến rồi nè. Rồi con này cho em mã tím kèm số em eo 80 đổ lại nhá. Eo 80 đổ lại là em vừa cho em mã tím kèm số điện thoại giùm em. Eo 80 đổ lại cho em mã tím. Eo 80 đổ lại cho em mã tím ạ. Rồi con này 45 ký quay đầu làm em vừa. 45 ký quay đầu làm em vừa cho em mã nhỏ. 45 ký quay đầu em vừa cho em nhỏ kèm số em. 45 ký quay đầu nhỏ. 45 ký quay đầu cho em nhỏ nhá. Nhỏ. Mã tím này. Mã tím sau này. Tím sau ạ. Tím sau cho chị May Luân Giang. Tím sau cho chị May Luân Giang. Mã nhỏ. Em còn mã nhỏ nhá. Nhỏ dồn đơn cho chị Phan Hương. Có đơn rồi. Rồi con này chị nào 80, eo 80 đổ lại là mang vừa. Eo 80 đổ lại là mang vừa cho em mã lụ. Eo 80 đổ lại mang vừa cho em mã lụ kèm số của em eo 80 nhá. Eo 80 đổ lại cho em mã lụ. Lụ eo 80 ạ. Lụ eo 80 nhá. Rồi một con hoa sen 50 ký quay đầu, 45 ký quay đầu. 45 ký quay đầu cho em mã trắng. 45 ký quay đầu là mang vừa trắng của em. 45 ký quay đầu trắng ấy. Rồi giãn này. Rồi chị nào có tầm 57 ký quay đầu, 50-57 ký quay đầu cho em mã giãn. 50-57 ký quay đầu cho em giãn kèm số này. 50-57 ký nhá. 50-57 ký quay đầu cho em mã giãn ạ. 50-57 ký ạ. 50-57 ký này. Rồi con này giãn nè. Giãn nhá. 65 ký quay đầu, 65 ký quay đầu cho em xám. 65 ký quay đầu cho em mã xám kèm số của em. 65 ký quay đầu cho em mã xám này. Con này co giãn được nhá. 65 ký quay đầu xám này. Rồi mã lộ cho chị Trần Hoàng Yến. Rồi con này cho em mã xám kèm số em lên xem em mã xám ạ. Mã xám kèm số em cho em xám. Giãn cho chị Phan Thị Bích Hảo này, giãn chị Hảo nè. Em còn mã xám nhá. Rồi con này eo 82 đổ lại là mang vừa. Eo 82 đổ lại mang vừa cho em mã hoa. Eo 82 đổ lại mang vừa cho em hoa kèm số này. Eo 82 đổ lại là mang vừa cho em mã hoa nhá. Mã hoa kèm số của em nè. Rồi con này chị nào eo 80 đổ lại cho em mã vàng. Eo 80 đổ lại là mang vừa cho em mã vàng kèm số ạ. Eo 80 đổ lại là mang vừa cho em mã vàng. Mã vàng kèm số của em lên xem em vàng nhá.
Rồi con này chị nào cỡ tầm 50 kg quay đầu, 50 kg quay đầu cho em mã xòe. 50 kg quay đầu cho em mã xòe kèm số của em, 50 kg quay đầu nhá. 50 kg quay đầu cho em mã xòe kèm số của em, mã xòe này. Có cái nào VIP không? Chị 45 kg. Mã hoa. Trắng cho chị 10 đăng. Mã xám cho chị 10 đăng luôn, mã xám chị 10 đăng. Rồi, mã hoa. Mã hoa cho chị Linh Khánh. Hoa cái dưới á. Cái dưới kia. Ừ, cái dưới kia, cái dưới. Có ghi mà. Mã hoa cho chị Linh Khánh nhá. Mã vàng cho chị Trần Vai, mã vàng chị Trần Vai. Rồi, con này lên cho em mã lụa kèm số của em 5253 kg quay đầu lụa nào. 5253 kg quay đầu cho em mã lụa này. 5253 kg quay đầu cho em mã lụa, lụa kèm số của em xả cho chị đồng giá luôn, lụa. 50 kg quay đầu cho em mã trắng. 50 kg quay đầu cho em mã trắng đấy. Hả? Rồi con này cho em mã viền kèm số của em nào. Eo chị nào 80 đổ lại là mang vừa cho em mã viền. Eo 80 đổ lại là mang vừa cho em mã viền kèm số của em. Eo 80. Eo 80 đổ lại cho em mã viền, mã lụa này. Mã lụa cho chị Tina Vân, lụa cho chị Tina Vân này. Lụa chị Tina Vân chốt đủ đơn chị nhá. Eo 82 đổ lại mang vừa. Eo 82 đổ lại mang vừa cho em mã hoa. Eo 82 đổ lại mang vừa cho em mã hoa kèm số này. Eo 82. Eo 82 đổ lại là mang vừa cho em mã hoa nha. Mã hoa kèm số của em hoa. Rồi con này dài này, eo 80 đổ lại trên mã dài. Eo 80 đổ lại trên mã dài. Eo 80. Eo 80 đổ lại trên mã dài. Mã dài kèm số của em dài nha, dài kèm số ạ. Rồi con này chị nào 45 kg quay đầu trên mã xanh. 45 kg quay đầu mang vừa trên mã xanh kèm số là 45 kg nha. 45 kg quay đầu trên mã xanh kèm số em xanh ạ. Xanh kèm số của em nha. Đơn cứ 80k đổ lên là em ship hàng được nha. Rồi con này siêu đẹp luôn à. Chị nào cỡ tầm 40-50kg đều đẹp hết nha. Con này kiểu dạng suông 40-50kg này, 40-50kg cho em mã số 10. Mã 10 kèm số cho em nè. Được chị nhá. Rồi mã 10, mã 10 kèm số cho em cho em mã 10 nha. Mã 10 kèm số cho em ạ, mã 10 ạ. Mã 10 nha. Rồi một con siêu phẩm size to các chị này, eo 85 đổ lại nha. Eo của chị nào 85 đổ lại là ba vừa. Eo 85 đổ lại là ba vừa cho em mã siêu phẩm kèm số của em này, xả các chị 150k mã siêu phẩm này. Siêu phẩm 150 kèm số của em, siêu phẩm lụa cong nha. Siêu phẩm lụa 150 kèm số này, mã 10 cho chị may luôn ra. Mã 10 chị may luôn ra các xanh này này. Mã 10 cho chị may luôn ra. Mã 10 cho chị may luôn ra nha. Rồi gấm hồng các chị này. Rồi một con gấm hồng nha, chị nào cỡ tầm 42 kg quay đầu. 42 kg quay đầu trên mã hồng, 42 kg quay đầu hồng giùm em. 42 kg quay đầu là em vừa cho em mã hồng nha, mã hồng kèm số của em này. Mà siêu phẩm cho chị Loan Nguyễn này, siêu phẩm 150 cho chị Loan Nguyễn này. Rồi. Em còn siêu phẩm nhưng mà siêu phẩm màu khác chị Đường Lai Hy ơi. Y chang vậy nhưng mà màu khác được không? Rồi con này chị nào lên xem em mã xám kèm số này, mã xám nhá. Eo 80. Eo 80 đổ lại cho em mã xám. Eo 80 đổ lại cho em mã xám kèm số ạ. Mã 10 em hết rồi này. Rồi mã xám. Rồi ren tím các chị này siêu đẹp luôn ạ. Rồi con này chị nào cỡ tầm 50 kg quay đầu. 50 kg quay đầu rồi mã xám này, mã xám cho chị Hảo này, mã xám chị Hảo nha. Xám chị Hảo này. Rồi. Em còn mã hồng. Rồi con này cho em mã ren kèm số em, cho em mã ren kèm số này, ren kèm số này. Đây chị ơi, cũng đồng giá luôn nha chị nha. Cũng đồng giá 150 luôn này. Chị lấy thì ok này, chị lấy thì ok em để chị luôn nha. Lấy thì ok này. Chị đừng like hi này. Rồi con này cho em ăn nu kèm số em, chị nào 45 kg quay đầu nu. 45 kg quay đầu nu. 45 kg quay đầu nu. 45 kg quay đầu chị sau chị Tina Vân mà. À chị sau chị mé. Mé gì? Rồi mã nu này, mã nu. Mã nu kèm số này cho em mã nu. Ren cho chị Mây Luân Giang. Rồi mã nu kèm số này, nu nha. Nu. Rồi con này to giãn được nha, 60 kg quay đầu. 50-60 kg mã tím cho chị 10 đang. À đâu, mà tím em hết rồi. Tím em hết rồi trời ơi. 50-60 kg này rồi ok chị đừng like hi. 50-60 kg này, 50-60 kg cho em giãn. 50-60 kg cho em mã giãn ạ. 50-60 kg ạ. 50-60 kg cho em mã giãn ạ. Nu cho chị Thúy Vi. Nu cho chị Thúy Vi này.
Con này có 100 nha các chị yêu ha. Có 100 nè. Con này có 100 giùm em nè. Rồi lên giùm em mã ren kèm số của em nè. Cho em mã ren nha. Con này là áo dạng áo các chị kết hợp với là quần lucky nè. Rồi cho em mã áo kèm số của em này. Có con nào size L có chị nhá. Rồi cho em mã áo kèm số của em 50kg quay đầu áo giùm em nè. 50kg quay đầu mang vừa. 50kg quay đầu mang vừa cho em mã áo nhá. 50kg quay đầu mang vừa. 50kg ạ. 50kg quay đầu mang vừa cho em áo. Áo kèm số của em áo ạ. Cái này của nam. Phải không? Ủa, cái này áo dài rồi mà. Mã nu em hết rồi này. Mã áo cho chị Tina Vân. Áo cho chị Tina Vân này. Áo cho chị Tina Vân nhá. Áo cho chị Tina Vân rồi này. Mã áo cho chị Tina Vân. Rồi con này cho em mã yếm kèm số của em này, mã yếm nhá. Mã giãn này, mã giãn em còn mã giãn nha các chị yêu nha. Mã giãn này, mã giãn cho chị Thi Nguyễn này, giãn chị Thi Nguyễn nha. Rồi con này cho em mã yếm kèm số của em 45kg qua đầu yếm giúp em. 45kg qua đầu cho em yếm. Cái đó là của Tim là của Thi Nguyễn. Cái này của Tina Vân. Rồi, con này cho em mã yếm kèm số của em này của yếm nha. 45kg qua đầu của yếm của em. Rồi, con này chị nào cỡ tầm 48kg qua đầu cho em mã dài. 48kg qua đầu cho em dài. 48kg qua đầu dài giùm em nào. 48kg qua đầu cho em mã dài. Dài kèm số của em 48kg ha. 48kg qua đầu cho em mã dài. Dài kèm số của em nào. 50kg qua đầu cho em đỏ. 50kg qua đầu cho em mã đỏ. Rồi, 50kg qua đầu cho em đỏ. Yến chị Thúy Vi. Rồi, lên giùm em mã đỏ kèm số của em 50kg qua đầu. 50kg qua đầu cho em mã đỏ. 50kg qua đầu đỏ giùm em. Mã dài chị Hảo, dài cái tí. Rồi con này chị nào cỡ tầm 45kg qua đầu. Con này là áo nhá, 45kg qua đầu cho em mã sen. 45kg qua đầu cho em mã sen nhá. 45kg qua đầu cho em sen. 50kg qua đầu xanh. 50kg qua đầu xanh giùm em. 50kg qua đầu xanh. 50kg qua đầu xanh. 50kg qua đầu xanh ạ. Đây size L, size M, size XL đây chị ơi. L80 đổ lại cho em hồng. L80 đổ lại cho em mã hồng này. L80 đổ lại hồng. Yếm có người chốt rồi nhá. L80 đổ lại cho em mã hồng. Mã hồng kèm số em hồng nhá. Hồng kèm số ạ. Hồng. Rồi con này chị nào có tầm L76 quay đầu size L. L76 quay đầu là mang vừa mã dài em hết rồi nha. L76 quay đầu là mang vừa. L76 quay đầu nhá. L76 quay đầu là mang vừa trên mã công. L76 quay đầu trên mã công kèm số của em trên mã công này. Thích bị đỏ hả? Mã công kèm số của em trên mã công. Rồi siêu phẩm đỏ các chị nào siêu phẩm đỏ nhá, siêu đẹp luôn ạ. Rồi con này chị nào eo cỡ tầm 83-85 đổ lại là mang vừa. Eo 85 đổ lại là mang vừa size 2XL nhá. Nào mã dài em hết rồi chưa. Rồi con này cho em mã siêu phẩm này. Siêu phẩm kèm số của em 150k cho em mã siêu phẩm. Siêu phẩm 150 kèm số của em. Siêu phẩm 150 kèm số này. Con này size 2XL nhá. Eo 85 đổ lại là mang vừa. Rồi lên bên mã siêu phẩm này. Siêu phẩm 150 kèm số của em. Siêu phẩm 150. Siêu phẩm 150. 50kg quay đầu cho em mã kim sa này, kim sa nhũ nhũ này các chị nào. 50kg quay đầu cho em mã kim sa, siêu phẩm cho chị Loan Nguyễn ạ. Rồi con này lên giùm em mã kim sa Nguyễn Xuân sau rồi nhá. Rồi lên giùm em mã kim sa kèm số thôi em cho em mã kim sa nhá, kim sa kèm số ạ. Rồi cái này đẹp nào. Trời ơi dạng suông các chị nào. Free size con này 60kg quay đầu à 57kg quay đầu. 57kg quay đầu là men vừa cho em mã suông. 57kg quay đầu cho em mã suông kèm số của em. Con này mặc dạng suông thì cũng ok hết nhá. Rồi cho em mã suông kèm số của em suông à. Rồi 50kg quay đầu cho em hồng. 50kg quay đầu cho em mã hồng. Mã hồng. Năm mươi ký quay đầu tím xuông chị Hảo ạ. Xuông chị Hảo. Rồi E80 đổ lại này. E80 đổ lại cho em mã số 10. E80 đổ lại cho em mã 10. E80 đổ lại cho em mã 10 nha. E80 đổ lại cho em mã 10. Mã 10. Mỗi chị cho em một đích chấm nào với chị ơi. Thank you.
lại cho em ạ, kim sa. Eo 80 đổ lại cho em kim sa nè. Eo 80 đổ lại cho em ạ, kim sa nha. Mã kim sa. Eo 85 đổ lại nè. Eo 85 đổ lại là mang vừa cho em ạ lại. Eo 85 đổ lại mang vừa cho em lại. Eo 85 đổ lại cho em lại. Trời ơi, siêu phẩm dáng dài cái chị ơi, con này phải mặc lên mới được. Siêu phẩm dáng dài nha các chị yêu này. Trời ơi, nó đẹp. Ren tay dài nhá. Eo của chị nào, con này size. Eo của chị nào 80 đổ lại size XL. Eo 80 đổ lại là mang vừa. Cho em mã sọc kèm số em. Eo 80 đổ lại là mang vừa, kim sa chị Linh Khánh. Eo 80 đổ lại là mang vừa, cho em mã sọc kèm số em này. Xả con này các chị 170k cho em mã sọc, sọc 170. Con này là ren hết nha. Đây 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 đây. Kim sa đây này, con nó lâu lắc rồi má. Rồi con này lên xem em mã sọc kèm số em 170k, mã sọc sọc 170 kèm số em. Sọc 170 kèm số con này, eo 80 đổ lại là mang vừa, con này bao mới nhá. Con này là ren hết nha các chị gái nhá. Trước sau trên xuống đều ren hết nào. Rồi lên xem em mã sọc kèm số em 170k sọc. Sọc 170. Sọc 170 ạ. Sọc 170. Eo 80 đổ lại là mang vừa hoa. Eo 80 đổ lại cho em ạ, hoa kèm số này eo 80 nhá. Eo 80 đổ lại cho em ạ, hoa. Hoa eo 80 nè. Hoa eo 80. Hoa eo 80 này. Nguyễn Mai cho hàng lên số chị ơi. Nguyễn Mai cho hàng lên số giúp em với ạ. Eo 80 đổ lại cho em ạ, hoa. Mã hoa kèm số em hoa nè. Mã hoa. Rồi con này free size nhá, free size con này mặc xuông nghỉ cũng ok hết nhá, cực kỳ sang luôn. Hoa cho chị thân Trần Phúc này, chốt đủ đơn chị thân Trần Phúc nhá. Rồi con này lên xem em mã đỏ kèm số em, xả cái đây các chị 79k cho em mã đỏ, đỏ 79k kèm số em nhá, vải lụa nè. Đỏ 79k cho em đỏ này, đỏ 79k kèm số em nè. Đỏ 79 nhá. Chị ơi, chị lên số xem em với chị Nguyễn Mai không, em nhường cho chị Hương Vũ này. Rồi con này lên xem em đỏ này, 79k đỏ kèm số em. 79k đỏ. Số chưa? Đỏ 79k chị Phan Trần Phúc ạ. Chưa. Được rồi. Rồi, đỏ cho chị Thân Trần Phúc 79k nè. Không phải đỏ kia. Đỏ đây nè. Hai cái. Rồi con này chị nào khởi tâm 50kg qua đầu. 50kg qua đầu trên mã caro, 50kg đổ lại. 50kg đổ lại là mang vừa trên mã caro, 50kg đổ lại là mang vừa caro. 50kg quay đầu trên mã hồng, 50kg quay đầu hồng. 50kg quay đầu trên mã hồng, 50kg nhá. 50kg quay đầu trên mã hồng. Em thấy số của chị rồi nha chị Nguyễn Mai ơi. Mã đỏ em hết rồi nè. 45kg quay đầu làm em vừa trên mã gấm. 45kg quay đầu gấm cho em. 45kg quay đầu trên mã gấm hồng. Siêu đẹp luôn à. 45kg quay đầu cho em gấm hồng nha. 45kg quay đầu gấm hồng. Gấm hồng. Gấm hồng nha. Gấm hồng. Rồi eo 82 đổ lại cho em hoa. Eo 82 đổ lại hoa. Eo 82 đổ lại cho em hoa kèm số ạ. Eo 82 đổ lại hoa nha. Rồi con này 45kg quay đầu viền. 45kg quay đầu viền. 45kg quay đầu viền. 45kg quay đầu viền. Bốn năm ký quay đầu cho em mã biển kèm số em này, mã biển nha, mã biển kèm số này. Rồi con này mã dài này, 45kg quay đầu cho em mã dài, 45kg quay đầu cho em mã dài kèm số em, mã dài kèm số này cho em mã dài nhá, mã dài kèm số này, mã dài nhá, mã dài kèm số này. Rồi mã gấm hồng chị Hảo này, gấm hồng chị Hảo nhá. Mã gấm hồng cho chị Hảo nè. Rồi con này cho em mã dài kèm số này, mã dài nhá, mã dài kèm số em nè. Cho em mã dài nhá, dài kèm số em dài. Dài kèm số nè. Rồi con này cho em mã vàng kèm số em, cho em mã vàng nhá, mã vàng kèm số em. Con này chị nào cỡ tâm? Chị nào cỡ tâm 50kg quay đầu cho em mã vàng, 50kg quay đầu nhá. 50kg quay đầu cho em mã vàng, 50kg quay đầu ạ. 50kg quay đầu cho em mã vàng kèm số em 50kg quay đầu nhá. 50kg quay đầu cho em mã vàng, vàng kèm số em vàng. Vàng.
Rồi eo 80 đổ lại là mang vừa. Eo 80 đổ lại là mang vừa này. Rồi lên xem em mã kim sa. Eo 80 đổ lại là mang vừa cho em mã kim sa kèm số em. Eo 80. Eo 80 đổ lại cho em mã kim sa. Kim sa kèm số em ạ. Cho em mã kim sa. Mã kim sa. Mã kim sa. Rồi con này chị nào cỡ tầm eo 76 quay đầu là em vừa. Eo 76 quay đầu là em vừa nhá. Eo 76 quay đầu nè. Eo 76 quay đầu là em vừa cho em mã tím kèm số của em là mã tím nhá. Eo 76 quay đầu mang vừa cho em mã tím ạ. Eo 76 quay đầu. Eo 76 quay đầu cho em mã tím kèm số của em nhá. Mã tím này. Chấm lên của em nào mọi người ơi. Sao thế? Rồi mã hoa này, mã hoa cho chị Thi Nguyễn này. Mã hoa chị Thi Nguyễn. Ủa. Mã kim sa cho chị phút sau như một qua đây bé. Kim sa chị phút sau như một nè. Kim sa chị phút sau như một. Rồi lụa nè. 45 kg quay đầu trên mã lụa. 45 kg quay đầu trên mã lụa kèm số em 45 kg quay đầu nhá. 45 kg đổ lại là em vừa trên mã lụa nè. 45 kg quay đầu là em vừa trên mã lụa kèm số của em. 45 kg quay đầu là em vừa trên mã lụa nè. Mã lụa nhá, lụa kèm số em ạ. À. Lộ nhá, lộ kèm số em 45 kg quay đầu. 45 kg quay đầu cho em lộ nè. 45 kg quay đầu lộ. 44 kg quay đầu cho em mã sập nè. 44 kg quay đầu nhá. 44 kg đổ lại làm em vừa cho em mã sập. 44 kg đổ lại làm em vừa nhá. 44 kg đổ lại làm em vừa cho em mã sập. Mã sập kèm số em sập. Rồi, em lấy một con siêu phẩm nè. Rồi, em lấy một con siêu phẩm nhá. Con này size nhỏ các chị nè, con này size nhỏ nhá. Dành cho chị nào cỡ tầm 49 kg quay đầu, 48 kg, 49 kg nè. Rồi 49 kg quay đầu là em vừa. Rồi 49 kg quay đầu là em vừa cho em mã siêu phẩm kèm số của em này, mã siêu phẩm nhá. Mã siêu phẩm kèm số của em này, cho em mã siêu phẩm nè. Rồi mã lụa này. Mã lụa cho chị Huyền Bi. Rồi lên giúp em mã siêu phẩm này, siêu phẩm kèm số của em. Xả con này các chị 170k cho em mã siêu phẩm này, siêu phẩm 170 kèm số của em nè. Siêu phẩm 170 kèm số của em nha. Siêu phẩm 170 nè. Siêu phẩm 170 kèm số của em. Siêu phẩm 170 nha. Siêu phẩm 170. Siêu phẩm 170 kèm số của em. Siêu phẩm 170 nha. Rồi con này dáng dài này, dáng dài xòe nha các chị yêu này. Dáng dài xòe nha, eo 76 quay đầu là em vừa trên mã dài. Eo 76 quay đầu là em vừa trên mã dài kèm số em này, eo 76 nha. Rồi 120k này, 120k cho em mã dài 120 kèm số em nè. Dài 120 kèm số nha, con này eo 76 quay đầu em vừa. Eo 76 quay đầu em vừa cho em mã dài kèm số em này. Mã dài nha, 120k mã dài kèm số em cho em mã dài nha. Dài kèm số điện thoại của em dài nha. Dài ạ. Eo 82 đổ lại là em vừa cho em mã to. Eo 82 đổ lại là em vừa cho em mã to kèm số của em. Eo 82 đổ lại nè. Eo 82 đổ lại cho em mã to kèm số của em. Rồi lên cho em mã to kèm số của em. Eo 82 đổ lại cho em mã to. Eo 82 đổ lại là em vừa cho em mã to kèm số của em là cho em mã to nhá. Mã to kèm số ạ. Rồi con này chị nào cỡ tập 50 kg quay đầu là em vừa. 50 kg quay đầu là em vừa cho em mã xanh, 50 kg. 50 kg đổ lại là em vừa cho em mã xanh. 50 kg quay đầu cho em mã xanh kèm số của em là cho em mã xanh nha. Mã xanh kèm số của em 50 kg ạ. 50 kg quay đầu cho em mã xanh to cho chị Trần Hoàng Yến này. Rồi lên xem em mã xanh. Mã xanh kèm số này. Mã xanh đây. Xanh, xanh kèm số của em là xanh nha. 50 kg quay đầu cho em mã xanh. Mã xanh kèm số ạ. Rồi một con lụa siêu đẹp các chị ơi. Chị nào cỡ tầm 50 kg quay đầu cho em mã lụa. 50 kg quay đầu cho em mã lụa kèm số ấy. 50 kg quay đầu. 50 kg quay đầu trên mã lụa này, mã lụa 50 kg nhá. 50 kg quay đầu cho em lụa ạ. 50 kg quay đầu trên mã lụa kèm số em, lên giùm em lụa nè, lụa nhá. Rồi tím siêu đẹp các chị nè, con này. Con này nó bị lắm đấy, con này nó bị lắm rồi, lên giùm em mã tạng đi, mã tạng nhá. Rồi cho em mã tạng này, mã tạng kèm số của em nè. Tạng nhá, tạng nhá. Tạng nè. Nhanh tay nha các chị ơi, cho em tạng. Tạng phải nhanh tay nha. Rồi em lên dạng đuôi cá này, nãy chị nào hỏi dạng đuôi cá đấy. Em còn đúng duy nhất, còn sót đúng duy nhất một con đuôi cá đó. Eo 82 đổ lại mang vừa cho em đuôi cá. Eo 82 đổ lại mang vừa cho em mặt đuôi cá 79k mặt đuôi cá. Đuôi cá 79k kèm số của em này, đuôi cá nhá, 79k này. 79k cho em mặt đuôi cá. Đuôi cá 79k kèm số của em. Tặng cho chị Linh Khánh, cái một tí mắt. Tặng chị Linh Khánh nhá. Rồi con này lên xem em mặt đuôi cá này, 79k mặt đuôi cá này, con này siêu đẹp luôn.
Eo của chị nào có tầm 80 đổ lại là em vừa. Eo 80 đổ lại là em vừa, trên mặt đuôi cá kèm số của em này, mặt đuôi cá 79k, 79k mặt đuôi cá. Đuôi cá 79k, đuôi cá 79 á. Đuôi cá 79k kèm số của em, đuôi cá nhá, 79k mặt đuôi cá. Áo dài hồi trưa em lên rồi chị Nguyễn Thị Liên ơi, áo dài hồi trưa em lên rồi nhá. Rồi một con dáng dài này chị nào cỡ tầm 50kg quay đầu, 50kg quay đầu cho em mã hồng nè. 50kg quay đầu cho em mã hồng, mã hồng 50kg nè. Rồi em còn mã đuôi cá các chị ơi, mã đuôi cá cho chị Linh Khánh này 79k nhá. Rồi con này lên xem em mã hồng kèm số của em nè, mã hồng nhá. Mã hồng kèm số của em nè, con này chị nào cỡ tầm 50kg quay đầu cho em mã hồng này. Mã hồng nhá, siêu đẹp luôn các chị ơi, trên hai lưới lên hai lớp nè. Rồi mã hồng kèm số của em, trên hồng, hồng kèm số đó. Rồi con này chị nào cỡ tầm 50kg quay đầu, 50kg quay đầu. Cái nào chị Huyền Bi ơi, 50kg quay đầu làm em vừa, con này cho em mã 10. 50kg quay đầu cho em mã 10 kèm số của em 50kg á. 50kg quay đầu làm em vừa cho em mã 10, mã 10 kèm số của em. Để nói nhá, mã 10. Mã 10 đợi em xíu các chị nhá. Mã đuôi cá em hết rồi nha, mấy chị chấm bài tương tác lên giúp em đi ạ. Sao giờ còn có mấy người vậy? Ai đang ở trong live của em thì chấm bài tương tác lên giúp em nha mọi người ơi. Chờ mẫu xí, mẫu đang có vấn đề trục trặc về sức khỏe tí. Chị 45 kg, cao 1m53. Cao 1m53. Chị thì chị mặc size S hoặc size M được gì nhá. Chị Trương Phá Bối chốt cái hồng ren đúng không chị? Hay là hồng gấm chị ơi? Chấm bài tương tác lên giúp em đi mọi người ơi. Em không thấy ai trong like của em hết. Chị nào thấy em thì cho em một nút chấm nào mọi người ơi. Rồi em lên đỏ gấm nè các chị này, em lên đỏ gấm nhá. Rồi con này size nhỏ này chị nào cỡ tầm 48kg quay đầu em vừa nhá. 48kg quay đầu là em vừa cho em mặc gấm đỏ đây. 48kg quay đầu là em vừa cho em mặc gấm đỏ kèm số của em này, gấm đỏ nhá. Xả cái này cho chị 79k, 79k cho em mặc gấm đỏ đây. Gấm đỏ 79k kèm số em, gấm đỏ nhá, 79k. 79k cho em mặc gấm đỏ này, gấm đỏ 79k kèm số của em. Rồi eo 80 đổ lại làm em vừa cho em mã nu, eo 80 đổ lại nhá. Eo 80 đổ lại làm em vừa cho em mã nu kèm số của em này. Em ơi có nhung dài không? Nhung dài để em coi đã chị ơi. Rồi con này lên xem em mã nu kèm số của em, cho em mã nu nhá, mã nu kèm số của em này. Rồi lên xem em mã nu nhá. Eo của chị nào 82 đổ lại làm em vừa cho em mã nu. Eo 82 đổ lại làm em vừa, mã nu kèm số của em này, mã nu nhá. Mã nu kèm số của em cho em nu ạ. Rồi một con còn tên siêu đẹp nè các chị này. Rồi chị nào cỡ tâm hồng eo ren. Chị nào 76 quay đầu làm em vừa trương rồi hồng ren chị Trương Phối Phối này, hồng ren chị Trương Phối Phối này. Rồi mã trắng em hết rồi chị ơi. Rồi con này lên xem em mã còn tem kèm số em, cho em mã còn tem. Eo 76 quay đầu làm em vừa, cho em mã còn tem. Xả các chị con này 49k mã còn tem. Rồi mã nu chỉ phút sau như một. Rồi lên xem em mã còn tem kèm số em này, mã còn tem nhá, mã còn tem kèm số em, mã còn tem kèm số này, cho em mã còn tem. Rồi một con caro siêu xinh luôn nè, eo 80 đổ lại mà vừa, eo 80 đổ lại là em vừa cho em mã caro, eo 80 đổ lại nè, eo 80 đổ lại cho em mã caro kèm số của em, eo 80 đổ lại cho em mã caro nè, caro kèm số của em. Áo các chị nè, 50-57kg quay đầu, 50-57kg quay đầu cho em mã áo, 50-57kg quay đầu cho em mã áo kèm số em. Rồi mã còn tem, mã còn tem chị Loan Chini này, chốt đủ đơn cho em chị Loan Chini nha. Rồi lên xem em mã áo kèm số em, em còn mã áo, em còn mã caro nhá. Rồi mã bướm các chị này, 52kg quay đầu cho em mã bướm, 52kg quay đầu bướm của em, 52kg ạ, 52kg quay đầu cho em mã bướm kèm số của em ạ, mã bướm nhá, mã bướm kèm số của em nè. Rồi con này dạng xuông các chị này, rồi co giãn ngực nhá, con này 78kg quay đầu là em vừa nhá. Rồi 50 tới 58kg này cho em mã giãn nha. Rồi mã caro của ai? Linh Khánh, Linh Khánh. Đọc đi. Mã caro của chị Linh Khánh nè. Rồi con này lên xem em mã giãn kèm số em, cho em mã giãn ạ, giãn kèm số của em nhá. Lên xem em mã giãn ạ. Giãn. Tập trưởng ta hồi xưa. Rồi tiếp Hà Nội rồi.
Em còn mà dạn nha, em còn mà áo ạ. Rồi 45kg quay đầu cho em mảng trắng này, 45kg quay đầu nhá. Rồi 45kg quay đầu là em vừa cho em mảng trắng. 45kg quay đầu cho em mảng trắng kèm số này, 45kg quay đầu nhá. 45kg quay đầu cho em mảng trắng. Rồi một con tay dài siêu đẹp. Rồi eo 80 đổ lại làm em vừa. Eo 80 đổ lại làm em vừa. Rồi lên làm em mảng tay dài. Eo 80 đổ lại cho em mảng tay dài kèm số ạ. Eo 80 đổ lại làm em vừa cho em mảng tay dài. Tay dài kèm số em tay dài nha. Mảng tay dài. Rồi em đem một con siêu phẩm này. Trắng của chị Thúy Vy. Rồi một con siêu phẩm dài nha các chị yêu nè. Eo chị nào 80 đổ lại làm em vừa cho em mã dài nha. Eo 80 đổ lại con này còn tem luôn nha. Eo 80 đổ lại làm em vừa cho em mã dài xả các chị 99k mã dài. Mã dài 99k kèm số em này, dài 99k này. Rồi mã tay dài. Mã tay dài chị Trần Hoàng Yến ạ. Rồi 45kg quay đầu cho em hoa. 45kg quay đầu hoa. 45kg quay đầu. 45kg quay đầu cho em mã đẹp. 45kg quay đầu cho em mã đẹp nè. 45kg quay đầu đẹp nha. 45kg quay đầu đẹp. Đẹp. Rồi áo nè. Rồi 55-60kg cho em áo. 55-60kg cho em áo ạ. 55-60kg cho em áo ạ. 45kg quay đầu. 45kg quay đầu đen. 45kg quay đầu cho em mã đen kèm số ạ. 45kg quay đầu nhá. 45kg quay đầu cho em mã đen. Eo 80 đổ lại cho em mã kim sa. Eo 80 đổ lại cho em mã kim sa. Eo 80 đổ lại cho em mã kim sa nè. Eo 80 đổ lại cho em mã kim sa. Mã kim sa. Rồi con này 45kg quay đầu. 45kg quay đầu cho em mã tím ạ. 45kg quay đầu cho em mã tím nhá. 45kg đổ lại này, 45kg đổ lại cho em mã 1. 45kg quay đầu cho em mã 1 này. 45kg quay đầu cho em mã 1 nhá. Theo dõi xem trước tôi mới ghi. À chị xem ai. À. Đen cho chị Huyền Bi. Số. À đen Quyền Bi ơi chất hàng lên số chị ơi. Không em nhường cho người sau này. Chất hàng lên số ạ. 50kg quay đầu cho em mã nâu. 50kg quay đầu nâu. 50kg quay đầu nâu nha. Rồi eo 76 quay đầu mã nu. Eo 76 quay đầu nu. Eo 76 quay đầu cho em mã nu. Eo 76 quay đầu nu nè. Eo 76 đòi lại làm em vừa nu. Rồi 50kg quay đầu viền. 50kg quay đầu viền. Mã bầu là mã gì chị ơi? Mã nâu chị Tina Vân này. Mã nâu chị Tina Vân. Huyền Bi ơi, chốt hàng lên số chị ơi. Mã tím với lại mã đen cho chị Huyền Bi, chốt hàng lên số chị ơi. Chốt hàng lên số không em nhường cho người sau này. Rồi con này cho em mã viền này, mã viền nhá, mã viền này. Mã viền. Mã viền. Rồi, lên giùm em dài. 45kg quay đầu cho em mã dài. Nó bảo cho cái nhân lên ngon. Ngon nậu tôi đó. Đi xa kìa. Mã dài. Ok Huyền Bi nè. Xong. Chắc tay không phải ông chơi. Eo 80 đổ lại nè. Cho em mã vàng. Eo 80 đổ lại vàng. Xem con canh. Con canh ở đây. Con canh đây chị ơi. Sườn sám dài eo 80 thì em có chị ơi. Ok chị Huyền Bi này, thấy số rồi nhá. Rồi chốt đủ đơn cho chị Huyền Bi nha. Em đơn em như rồi chị coi thủ Tina Văn bao nhiêu cái rồi. Mà nu em hết rồi chị ơi. Nu em hết rồi nhá. À nu em còn, nu của chị Thu Nguyễn nè. 3 chiếc rồi chị Tina Nguyễn. Tina Văn ơi đủ đơn rồi nhá. Rồi mã thu, mã nu của chị Thu Nguyễn này. Nu chị Thu Nguyễn này. Ủa, cũ à? Bài kia được bao nhiêu cái rồi? 3 cái. Không, của Huyền Bi hai cái rồi.
Rồi con này lên giùm em mã xanh này, mã vàng, mã vàng, mã vàng đây. Mã vàng cho chị phút sau như một, vàng đây. Vàng chị phút sau như một. Rồi con này cho em mã xanh kèm số em này. Con này là size S chị nào có tầm 47 kg quay đầu là em vừa nhá. 47 kg quay đầu là em vừa cho em mã xanh. Tay dài, mã tay dài. Hả? Nu. Không thể phát để đeo cưng ạ. À. Đây này, nu đây này, còn cãi đây này, nu đây này. Rồi con này cho em mã xanh này, mã xanh kèm số em này, cho em mã xanh, xanh kèm số con này 47 kg quay đầu, 160k xanh. Ca xanh này. Thu Nguyễn đâu cho hàng lên số cho em với chị gái ơi, cho hàng lên số. Rút xuống đi, chị rút lên đi, chị rút lên đi. Tay dài là sau, à tay dài là trước má ạ. Nu sau nè. Có nu nè. Lấy số. Não. 0989. Xem chưa? 322 027. Cho đủ đơn nha. Rồi Trần Hoàng Yến hả? Đủ đơn rồi chị ơi, nói chung của Trần Hoàng Yến thì cũng nhiều rồi nha. Eo 80 đổ lại hồng nè. Eo 80 đổ lại cho em hồng. Eo 80 đổ lại cho em mã hồng nha. Eo 80 đổ lại cho em mã hồng. Mã hồng nha. Thầy bé thèm. 50kg quay đầu cho em mã vàng. 50kg quay đầu cho em mã vàng nè. 50kg quay đầu vàng. Có người gọi là hàng đã đi rồi chị yêu ơi. Hàng đi nha. 45kg quay đầu hoa. 45kg quay đầu cho em hoa nè. 45kg quay đầu cho em hoa. Đây, Nhung đây. Chị nào hỏi Nhung nè. Eo 82 đổ lại là mang vừa cho em mã Nhung. Eo 82 đổ lại cho em mã Nhung kèm số em là xả các chị con này 170k mã Nhung. Nhung 170 kèm số em Nhung 170 nha. Nhung 170 ạ. Vàng. Vàng Nguyễn Diệu. Rồi nhũ nhũ này các chị nào. 50kg quay đầu nhũ ạ. 50kg quay đầu nhũ nha. 50kg quay đầu nhũ giùm em. Rồi siêu đẹp luôn. 50kg quay đầu đỏ. 50kg quay đầu đỏ. 50kg cho em xanh. 50kg xanh. Hoa là cái nào? Đây, hoa đây. Rồi hoa cho chị Huyền Bi. Rồi đủ đơn nha. 45kg quay đầu cho em nu áo nè. 45kg quay đầu cho em mã nu áo. Nu áo. Rồi lên xem em mã tặng. Tặng. Eo 80 đổ lại mang vừa. Eo 80 đổ lại mang vừa cho em mã hồng. Đỏ mây lên ra. Rồi hồng. Tặng Trần Trọng Thể Yến. Tặng chị Trần Hoàng Yến ạ. 50kg quay đầu dạng sum cho em mã kim sa. 50kg quay đầu cho em mã kim sa. 50kg quay đầu cho em mã kim sa. Rồi cho em mã lụa. 50kg quay đầu lụa áo đấy. 50kg quay đầu lụa áo. 52kg quay đầu hoa sen. 52kg quay đầu hoa sen. 50kg quay đầu cho em mã hoa xanh. 50kg quay đầu hoa xanh. 45kg quay đầu cho em áo. 45kg quay đầu áo. 45kg quay đầu áo. 45kg quay đầu đen. 45kg quay đầu đen. 45kg quay đầu đen. Xanh ở đằng sau là size S chỉ nhá, 160 nhá. Rồi eo 80 đổ lại nè. Eo 80 đổ lại cho em mã tím. Eo 80 đổ lại tím. Rồi eo 76 quay đầu cho em mã hoa vàng. Eo 76 quay đầu cho em mã hoa vàng. Hoa xanh cho chị Nguyễn Diệu. Hoa xanh cho chị Nguyễn Diệu nè. Hoa xanh cho chị Nguyễn Diệu nè. Eo 76 quay đầu cho em mã hồng.
L76 quay đầu cho em mã hồng. Nguyễn Diệu. Rồi cho em mã hồng. Cho em mã hồng áo cho chị Huyền Bi. Áo Huyền Bi. Mã hồng. Rồi một con kim sa 45kg quay đầu kim sa. 45kg quay đầu kim sa nè. 45kg quay đầu cho em mã viền. 45kg quay đầu viền giùm em. 45kg quay đầu viền. 45kg quay đầu viền. Viền. 45kg quay đầu cho em mã hồng. 45kg quay đầu cho em mã hồng nè. 45kg quay đầu cho em mã hồng nha. 45kg á. Hồng, hồng giùm em. 45kg quay đầu cho em mã nhỏ. 45kg quay đầu cho em mã nhỏ kèm số đấy, co giãn được nha, nhỏ đó. 45kg quay đầu nhỏ, nhỏ giùm em nha, nhỏ. Rồi 45kg quay đầu cho em mã váy á. 45kg quay đầu cho em mã váy ha. 45kg quay đầu váy. Rồi con này CS nè. 45kg quay đầu cho em mã đỏ. 45kg quay đầu đỏ giùm em. 45kg á. 45kg đây. Ồ đỏ cái này. Đỏ nào chị Nguyễn Thiệu ơi? Cái đó đỏ lâu rồi nha. Rồi lên giùm em mã đỏ sau này, đỏ sau nha. Đỏ sau nè. Rồi L76 quay đầu, L76 quay đầu cho em mã dài. L76 quay đầu cho em mã dài nha. Mã váy chị Trần Hoàng Yến. Váy đó. L80 đổ lại cho em mã L80. L80 đổ lại cho em mã L80 này. Dạ rồi ok chị Huyền Bi, của chị chốt là size nhỏ không nha. Rồi L80 đổ lại cho em mã L80. L80. 35kg đổ lại cho em mã dễ thương của bé các chị nè. 35kg quay đầu cho em mã dễ thương. 35kg quay đầu cho em mã dễ thương của bé nha các chị. Yêu này chị nào cũng mua cho bé này. 30-35kg này. Trời ơi cưng chưa. Rồi mã bé. Mã dễ thương. L80 đổ lại cho em hồng. L80 đổ lại cho em mã hồng. L80 đổ lại cho em hồng. Đỏ trước của chị May Đôn Giang rồi chị ơi. Đỏ trước của chị May Đôn Giang rồi. Rồi con này dạng suông các chị nè. Free size chị nào có tầm từ 45 tới 56kg đều ok hết nha. 45-56kg đều được nè. Rồi lên xem em mã xanh đen. Xanh đen kèm số nè. Dễ thương là đừng like hay. Dễ thương chị đừng like hay. Hả? 50-60kg 50-57kg này. 50-57kg cho em mã dài. 50-57kg ạ. 50-57kg cho em mã dài nha. 50-57kg ạ. Rồi, co giãn được nha. 50kg quay đầu cho em mã hoa. 50kg quay đầu cho em mã hoa. 50kg quay đầu hoa. 50kg quay đầu cho em mã hoa. Rồi, L76 quay đầu cho em mã tím. L76 quay đầu cho em mã tím kèm số này. L76 nha. L76 quay đầu cho em mã tím. Sạch đen của chị Phan Bích Thảo. Rồi, cho em mã tím bị ẩn rồi này. Chấm mày để khỏi ẩn comment nào mọi người ơi. Sao chán như thế. Nó bị lạc lòi cái đồng gì đây. Rồi lên xem em mã. Mã môi kèm số của em này. 50kg quay đầu cho em mã môi. 50kg quay đầu cho em mã môi này. Thi Nguyễn đủ đơn rồi chị ơi. Thi Nguyễn đủ đơn rồi nha. Thi Nguyễn được 4-5 cái gì đúng không. Rồi L80 đổ lại cho em mã nu. L80 đổ lại nu, siêu đẹp luôn mã nu. L80 đổ lại nu. L80 đổ lại nu. Thu Nguyễn. Đọc đi. Tím cho chị Thu Nguyễn. Thì chị em 45kg quay đầu cong. 45kg quay đầu cho em mã cong. 45kg nè. 45kg quay đầu cho em mã cong. Mã cong nha. 45kg quay đầu cong. Rồi cho em mã xanh. 50kg quay đầu cho em mã xanh.
50kg quay đầu cho em mã xanh kèm số nè, 50kg nha, 50kg quay đầu xanh. Rồi, 50kg quay đầu cho em mã hồng, 50kg quay đầu cho em mã hồng nè. 50kg quay đầu cho em mã hồng, 50kg quay đầu cho em mã hồng nè. Đại ca có lớp không ấy? Đại ca có lớp luôn ấy. Hồi xưa nó là chí kèo, chị là chí hấu. Bây giờ xin thanh mình với nhau ấy. Rồi, con này chị nào cỡ tầm E76 quay đầu cho em mã hoa. E76 quay đầu cho em mã hoa. E76 quay đầu mã hoa nè. E76 quay đầu cho em mã hoa kèm số ạ. Rồi free size con này. Trời ơi nó đẹp. Free size này cho em mã to kèm số em, free size này. Free size cho em mã to kèm số em nha. Free size cho em mã to. Free size cho em mã to kèm số em, free size này. Rồi free size cho em mã to nha, mã to kèm số em, free size này. Free size cho em mã to kèm số hoa em, xả các chị 49k thôi, 49k mã to. To 49k kèm số em là to nha, 49k. To 49 ạ. Rồi giãn là các chị này. Rồi, con này giãn được nha. Chị nào có tầm từ 45 tới 55kg đều được nè. 45 tới 55kg nè. Rồi mã to chị Trần Hoàng Yến 49k nè. 45 tới 55kg đều đẹp nhá. Rồi lên xem em mã giãn. Rồi 50-60kg này cho em mã còn tem. À 50-57kg nè. 50-57kg cho em mã còn tem. 50-57kg cho em mã còn tem. 30-35kg cho em mã bé. 30-35kg cho em mã bé kèm số này. 30-35kg ạ. Chị Loan Nguyễn. Rồi ok. Mã to chị Loan Nguyễn này. Bên này không thấy luôn ạ. Cứ đọc đi. Rồi lên dưới em mã bé kèm số này. Mã bé ạ. Trời ơi em không thấy các chị comment luôn ạ. Bên này đừng yên luôn rồi. Rồi 50kg quay đầu cho em mã hoa. 50kg quay đầu hoa. 50kg quay đầu hoa. Còn tên chị Trần Vanh. Mã hoa 50kg quay đầu cho em trắng. 50kg quay đầu trắng. E80 đổ lại cho em xám. E80 đổ lại cho em mặt xám này. Nu công là cái nào chị ơi? Nu công là em không biết cái nào luôn à. Giãn chị Trân Trần Phúc. Thân Trần Phúc giãn ạ. 45kg quay đầu cho em hoa sen. 45kg quay đầu cho em hoa sen. Rồi 45kg quay đầu cho em mã hồng. 45kg quay đầu cho em mã hồng. Thân Trần Phúc. Mã hồng. Siêu phẩm nè. E85 à E90 đổ lại là em vừa. E90 đổ lại là em vừa cho em mã E90. E90 đổ lại cho em mã E90. 150k cho em mã E90. Con này siêu phẩm nhá. 150k cho em mã E90 nè. Hoa sen thấy chị Trương phối phối nhưng mà chị sau nhá. Rồi mã hoa sen chị chuột Bạch Nguyễn ạ. Hoa sen chị chuột Bạch Nguyễn nhá. E76 quay đầu làm em vừa cho em mã vàng. Xá các chị 79k mã vàng. Xám chị Thu Nguyễn ạ. Rồi E76 quay đầu cho em mã vàng. 79k mã vàng kèm số đấy. 79k mã vàng. 79k mã vàng xám. Xám Thu Nguyễn. Rồi hoa sen cho chị chuột Bạch Nguyễn. Sen nào đây? Sen cái trắng mà hoa sen á. Trắng cái gì? Cái đó là xám Thu Nguyễn. Sen nào? Hoa sen đó. Của chuột Bạch Nguyễn. 48kg quay đầu hoa. 48kg quay đầu trên mã hoa nè. 48kg quay đầu hoa. 45kg quay đầu hồng. 45kg quay đầu hồng nè. Cái này size nhỏ này. 45kg quay đầu cho em mã hồng nè. 45kg quay đầu cho em mã viền. 45kg quay đầu mã viền nè. 45kg quay đầu mã viền nhá. Rồi, con này 52kg quay đầu làm em vừa. 52kg quay đầu em vừa cho em mã đẹp. 52kg quay đầu cho em mã đẹp. Cô hay.
Rồi, 35kg quay đầu cho em ạ bé. 35kg quay đầu bé. 35kg quay đầu bé. Eo 80 đổ lại nè. Eo 80 đổ lại cho em mã ngọc có đính ngọc nha. Eo 80 đổ lại cho em mã ngọc ạ. À. 45kg quay đầu cho em nhỏ. 45kg quay đầu cho em nhỏ kèm số này. 45kg quay đầu nha. 45kg quay đầu nhỏ. 45kg quay đầu cho em nhỏ. Nhỏ. Eo 90 đổ lại lên cho em ạ. Eo 90. Eo 90 đổ lại cho em eo 90 nè. Eo 90 đổ lại cho em eo 90 nha. Eo 90 đổ lại cho em eo 90. Bột 8kg quay đầu cho em mã đẹp. Bột 8kg quay đầu cho em mã đẹp nè. Một con dáng dài nha. 48kg quay đầu cho em mã đẹp nè. Bốn mươi tám ký quay đầu cho em mã xanh. 48kg quay đầu cho em mã xanh nè. 48kg quay đầu xanh nè. 48kg quay đầu xanh nha. Xanh. Rồi size to nè. Rồi cho em mã to kèm số em size to này cho em mã to nhá. Đây cho em mã to kèm số em nè. Chị nào tầm 50 này, 50 tới 58kg đều được nha. 50 58kg đều được cho em mã to con đó dạng suông này cho em mã to nhá. Mã to kèm số em. 45kg quay đầu cho em mã viền. 45kg quay đầu viền nè. Vàng chốt em chưa chị? Em không thấy chị comment luôn đó chị ơi. Vàng nào chị Trần Khánh Ly ơi. Rồi mã xanh chị chuột Bạch Nguyễn nè. Rồi lên xem em mã viền 45kg qua đầu viền này. Chị chốt mã nào chị ơi. Em không thấy chị comment này. 50kg qua đầu cho em mã dài. 50kg qua đầu dài nè. 50kg qua đầu dài giùm em nha. Rồi 48kg qua đầu cho em mã tím. Không biết 48kg qua đầu cho em mã tím này. Vàng nào chị Trần Khánh Ly ơi. Mã tím nè. Rồi cho em mã 02. Eo 76 qua đầu 02. Eo 76 qua đầu cho em mã 02 nè. Eo 76 qua đầu 02. Rồi eo 80 đổ lại cho em hồng. Eo 80 đổ lại lên cho em mã hồng nè. Eo 80 đổ lại cho em hồng. Rồi con này dáng dài nhá. Eo chị nào 76 quay đầu làm em vừa cho em mã hoa nhí ạ. Eo 76 quay đầu làm em vừa cho em mã hoa nhí kèm số của em này. Mã hoa nhí này. Rồi 45kg quay đầu cho em mã xanh. 45kg quay đầu xanh nè. 45kg quay đầu xanh nè. Rồi nguyên set nha các chị nè. Nguyên set nha. Con này size L nguyên set nè. Rồi set nguyên size L nè. Rồi chị nào lấy con này lên cho em mã set kèm số em này. Xả các chị 79k mã set. Set 79k kèm số em size L nha. Eo 76 quay đầu làm em vừa. Chị nào cỡ tầm 53kg đổ lại nha. 53kg đổ lại làm em vừa cho em mã set kèm số em 79k mã set kèm số đó. Rồi 79k mã set ạ. Set 79k kèm số này. Set 79 đấy. Mày đánh mày thả tin của tao đấy. Mày đánh mày thả tin của tao đấy. Mày like mày thả tin của tao đấy. 50kg quay đầu xám. 50kg quay đầu xám đó. 50kg quay đầu xám nha. Rồi 48kg quay đầu cho em đỏ 79k đỏ nó. Xả các chị 79k. 79k cho em đỏ đây. Đỏ 79k kèm số của em đỏ nhá. 79k cho em đỏ. Đỏ 79k kèm số đây. Rồi mã sắp cho chị thân Trần Phúc nè. Đây. Rồi con này đỏ 79k đỏ đây. 48kg quay đầu đỏ nhá. Đỏ 79k kèm số. Ship hay là sọc? Sọc. Hỏi lại chị thôi. Trời ơi sọc hay là cái gì chị ơi. Set hay là sọc ạ. Set. Rồi set. Set cho chị thân Trần Phúc. Năm mươi
ký quay đầu che mã dài, 50 ký quay đầu dài này. 50 ký quay đầu dài. E80 đổ lại cho em trắng ạ. E80 đổ lại cho em trắng. E80 đổ lại cho em mã trắng. Rồi 50 ký quay đầu hồng. 50 ký quay đầu trên mã hồng này. 50 ký quay đầu hồng này. Rồi E76 quay đầu váy. E76 quay đầu trên váy á. E76 quay đầu trên mã váy á. Váy. E80 đổ lại đỏ ạ. E80 đổ lại cho em đỏ này. E80 đổ lại đỏ giùm em nha. Đỏ. Chị nào thấy em thì cho em một nút chấm nào mọi người ơi. Mọi người ơi. Rồi con này cho em lạ nè. E80 đổ lại lại giùm em nè. E80 đổ lại cho em lại nha. Lại E80. Lại E80 nè. Rồi con này chị nào khởi tầm 52 ký quay đầu cho em mã đẹp. 52 ký quay đầu cho em đẹp. Rồi con này cho em mã trắng nè. 52 ký quay đầu trắng giùm em ạ. 52 ký quay đầu trắng. Rồi cho em mã gấm đi. 52 ký qua đầu gấm. 52 ký qua đầu gấm ạ. Rồi lên giùm em mã váy này. 52 ký qua đầu váy. 52 ký qua đầu váy ạ. E76 quay đầu cho em mã trắng. À lộn, E76 quay đầu cho em mã kim sa. E76 quay đầu cho em mã kim sa. Năm mươi ký quay đầu cho em hoa. 50 ký quay đầu hoa. Năm mươi ký quay đầu cho em mã lụa nè. Bốn mươi lăm ký quay đầu cho em mã áo. 45 ký quay đầu áo cho em ạ. E80 đổ lại cho em E80. E80 đổ lại cho em E80 rồi. Vuông 50 ký quay đầu là em vừa. 50 ký quay đầu là em vừa cho em mã 10. 50 ký quay đầu em vừa cho em mã 10 nhá. 50 ký quay đầu cho em mã 10. Rồi 45 ký qua đầu cho em hồng nè. 45 ký qua đầu cho em hồng nè. 45 ký qua đầu hồng nhé. Rồi cho em mã theo 50 ký qua đầu theo. 50 ký qua đầu theo. Rồi mã cam nè, mã cam nha. 52 ký qua đầu cam. 52 ký qua đầu cam. 50 ký qua đầu xanh. 50 ký đổ lại xanh. Rồi cho em mã hồng, 50 ký qua đầu hồng. 50 ký qua đầu hồng. Rồi 48 ký qua đầu cho em mã ngọc.
48kg với đầu ngọc có thử bé có mình bị sao bị đứng hết. E76 quay đầu cho em trắng ạ. E76 quay đầu trắng. Trời ơi, chị nào thấy em thì cho em một nút chấm với này. E80 đổ lại là mang vừa cho em mã xanh. E80 đổ lại xanh này. E80 đổ lại xanh nhá. Rồi E80 đổ lại cho em kim sa. E80 đổ lại cho kim sa. E80 đổ lại vàng. E80 đổ lại vàng này. E80 đổ lại vàng này. Chị nào thấy em thì cho em một nút chấm nào với chị ơi. Rồi E80 đổ lại đỏ. E80 đổ lại đỏ nhá. E80 đổ lại đỏ. Chị nào còn thấy em thì cho em một nút chấm nào mọi người ơi. Sao tự nhiên các chị đừng in vậy á. Cao Thị Liên ơi, chốt thêm 3 con, 2 con cho đủ đơn nhá. Em không thấy chị nào comment luôn á, chị ơi, chị may đôn giang ơi. Đừng im vậy á. Ủa? Em không thấy luôn á chị ơi, đây nè. Ủa, E80 này, giờ mới thấy nè, E80 chị Thu Nguyễn nè. E80 chị Thu Nguyễn. Đây, E80 chị Thu Nguyễn nè. Dạ không chị ơi. Có chốt 2 mã. Ủa sao kỳ vậy ta. Rồi đỏ cho chị Thân Trần Phúc này. Có chốt 2 mã đỏ và mã gấm. Có được không đấy. Ủa em không thấy chị Trần Lữ luôn đấy chị ơi. Em không thấy luôn ấy. Chị thấy nhiều bình luận lắm mà. Em không thấy các chị luôn đấy chị ơi. Ủa trời ơi. Trời ơi, các chị comment lại mã giùm em với. Trời ơi. Ủa sao em không thấy chị nào comment luôn đó ta. Các chị có thấy em thì cho em một nút chấm này. Các chị nào nãy mà comment mã thì comment mã lại giùm em nào mọi người ơi. Nó bị ẩn đó chị ơi. Mã to chị chốt mà cũng không thấy. Ủa mã to là mã nào trời. Mã to. Tự nhiên nó đứng một hồi xong kia. Giờ mới thấy các chị comment nè. Rồi mã kim sa chị Thu Nguyễn này. Kim sa chị Thu Nguyễn. Các chị comment lại mã giúp em với ạ. Các chị ơi comment mã lại giúp em với. Trời wow. Rồi ok chị Thu Nguyễn này. Thấy chị Nguyễn Hoa này. Rồi các chị xem lại lúc loại chốt cấm bắt đầu. Chị chốt mã đẹp hả? Chị phút sau như một hả? Mã đẹp hả? Từ đợi em xíu nào. Mã đẹp hả? Giờ em không biết là mã đẹp là mã nào luôn đây này. Trời ơi sao mà nó ẩn dữ vậy trời. Trời ơi em không thấy cái chị luôn á. Chị nào thấy em thì cho em một nút chấm này. Em like lại từ mã cam đi. Mã cam là mã nào chứ? Mã cam đây này. Bây giờ các chị cứ nói mã giúp em đi. Có được cái nào thì em để cho. Chứ bây giờ mà kêu em like lại em cũng chịu á. Rồi 50kg qua đầu này cho em hoa. 50kg qua đầu hoa. 50kg qua đầu hoa này. Sao nó ẩn dữ vậy trời. Mấy chị thấy em thì cho em một nút chấm với ạ. Rồi con này cho em mã dài này. Mã dài nhá. 53kg quay đầu cho em mã dài. 53kg quay đầu nhá. 53kg quay đầu là em vừa cho em mã dài. 53kg á.
53 ký quay đầu cho em mã dài. Chấm thử xem nào mọi người ơi, chấm thử cho em với nào. Mã dài. Mã dài không phải phát video đúng không? Rồi Thi Nguyễn lên lại số rồi. Thi Nguyễn lên lại số rồi nhỉ. Rồi 45 ký quay đầu cho em tím ạ. 45 ký quay đầu tím này. 45 ký quay đầu cho em mã tím này. Các chị nào mà comment mã, các chị comment mã cho bên từ 2 tới 3 lần nhá. Bây giờ nó lại đứng rồi nè. Bây giờ nó lại đứng rồi nha. Em không thấy chị nào luôn á. Bây giờ nó lại đứng rồi nè. Chị nào thấy em thì cho em một nút chấm với ạ. Gì vậy trời. Máy bên này nó lại bị đứng nghiêng rồi các chị ơi. Rồi em lên một con siêu phẩm đi. Một con siêu phẩm nhá. Em lên một con siêu phẩm nào. Rồi con này chị nào cỡ tầm eo 90 đổ lại làm em vừa cho em mã siêu phẩm thì xả các chị 49k thôi. 49k mã siêu phẩm giùm em, eo 90 đổ lại cho em mã siêu phẩm này. Rồi 49k mã siêu phẩm này, siêu phẩm 49k kèm số của em nhá. Siêu phẩm 49k hả? Siêu phẩm 49k. Cái này là trả hộp mà. Siêu phẩm 49k nhé. Ủa máy bên này các chị ơi, các chị thấy em được không? Rồi cái này cho em mã vàng kèm số này, 45kg quay đầu vàng nhá. 45kg quay đầu là em vừa cho em mã vàng này, 45kg nhá. 45 ký quay đầu là em vừa cho em mã vàng. Siêu phẩm của chị là... Phan Thị Bích Hảo 49k này. Mã vàng. Bên em là em không thấy luôn á, em không thấy chị nào comment luôn á. Eo 90 đổ lại lên cho em mã eo 90. Eo 90 đổ lại cho em mã eo 90 này. Rồi rồi rồi, ok bây giờ mạng ổn định rồi đó, mấy chị tranh thủ chốt đi ạ. Size L eo 76 quay đầu cho em mã sọc. Eo 76 quay đầu cho em mã sọc. Có gì chị? 50kg quay đầu cho em mã vàng. 50kg quay đầu vàng nha. 50kg quay đầu cho em mã vàng. Khoan comment nha, bên này không thấy nữa. 65kg quay đầu, 65-70kg quay đầu. 65-70kg quay đầu cho em mã to. Chấm bài tương tác lên nha mấy chị ơi. Ông comment ẩm từ nãy đến giờ luôn á. 55kg quay đầu cho em mã hoa. 55kg quay đầu hoa. Năm mươi ký quay đầu che mặt đuôi cá 49k thấy rồi nha. Bây giờ anh thấy mọi người rồi nha. 49k mặt đuôi cá nào mã này rồi cái này đi giãn đó mã to đấy hả. Mã to của chị Trần Hoàng Yến nha, đỏ 49k. Mã sọc của chị Thu Nguyễn. Rồi 45 ký quay đầu xanh. Máy bên em là máy em chịu á, em không thấy chị nào luôn á. Rồi lên cho em lụa 50kg quay đầu lụa. 50kg quay đầu lụa nè. Rồi cho em mã hồng nè, mã hồng kèm số nè. Eo 82 đổ lại cho em hồng, một con lụa siêu đẹp. Eo 82 đổ lại hồng nè. Đuôi cá của chị Thân Trần Phúc nha. 49k. Eo 80 đổ lại là ma vừa. Eo 80 đổ lại ma vừa cho em xám. Lộ xám nè, eo 80 đổ lại cho em mã lộ xám. Eo 80 đổ lại cho em lộ xám nè. Eo 80 đổ lại cho em mã lộ xám. Lộ hồng của chị Cao Thị Liên. Lộ xám. Năm mươi ký quay đầu caro này. 50kg quay đầu cho em mã caro. Quay đầu trên mã dài. 52kg quay đầu trên mã dài này. 45kg quay đầu trên mã nhỏ. 45kg quay đầu nhỏ này. Sáng nó tiếp tục sáng ạ. 45kg quay đầu lỗ sáng của chị Phúc Sợ ở lỗ đi chùa Bạch Nguyễn. Rồi lên cho em mã nhỏ. 45kg quay đầu nhỏ. Mã dài.
của chị Cao Thủy Liên. Rồi, 44 ký quay đầu này cho em mã bé. 44 ký quay đầu, chị nào có tầm 44 ký quay đầu mã bé. Em hết mã xám rồi nha. 40-45 ký này cho em hoa. 40-45 ký hoa. Năm mươi ba ký quay đầu cho em mã dài. 53 ký quay đầu dài. Năm mươi ký quay đầu nâu rồi nè, dài đây nè. Dạ nào? Dài sau đấy hả? Mã dài sau này của chị Trương Phối Phối. Rồi 60 ký quay đầu cho em áo ạ. 60 ký quay đầu áo. Free size này, một con siêu phẩm đen. Free size này kiểu dạng suông nha. Con này hai lớp là vải von hai lớp nha. Free size cho em mã đen xả cho chị 79k thôi. 29.000 một cái chị nhá. Đồng giá 29.000 một cái. Siêu phẩm báo giá khác. Rồi siêu phẩm này. Siêu phẩm nhá, cho em mã đen. Đen 99k mã đen. Rồi một con dài là 45 ký quay đầu cho em mã tặng. 45 ký quay đầu tặng. 55 ký quay đầu cho em mã gấm. 55 ký quay đầu gấm này, coi comment nhé. Thấy chị Thảo Đặng nha chị ơi. Bốn mươi lăm ký quay đầu vàng. Mã tặng. Hồi nãy chị chọn hỏi em có luôn. Rồi ok chị Trương Phối Phối nè. Xẻ dài ra nè. Còn à, chị Mưa Nguyễn à. Mưa Nguyễn lá đen 99k nè. Rồi con này chị nào cỡ tầm 50kg quay đầu nè. 50kg quay đầu lụa nha. 50kg quay đầu lụa nè. Ký quay đầu cho em mã trắng này, một con lụa trắng này, 49k lụa trắng. 49k lụa trắng ạ. 49k lụa trắng. Bốn năm ký quay đầu xanh. 45 ký quay đầu xanh. Cái gì? Rồi cho em mã hồng nè. Mã hồng 57 ký quay đầu hồng giùm em, 57 ký quay đầu hồng nha. Rồi, E80 đổ lại đen. E80 đổ lại đen nè. Ôi sao các chị lại được in nữa rồi. Mã lụa. Mã lụa của chị Trương Phối Phối. Ừ. Cái đó là mã trắng ạ, mã lụa đây nè. Đây. Cái kia mã trắng, mã đen chị Trần Hoàng Yến. Đen chị Trần Hoàng Yến ạ. To dữ đây. Nâng hả? Rồi 38 ký quay đầu, 30-38 ký cho em mã bé. 30-38 ký cho em mã bé kèm số của em nè. 30-38 ký cho em mã bé nhá. Mã bé ạ. Mã bé. Chị muốn to hơn nữa. E82 đổ lại cho em mã E82. E82 đổ lại cho em mã E82. E82 đổ lại cho em mã E82 nè. Mã E82 kèm số nè. Mã bé của chị Trần Hoàng Yến luôn nè. Rồi, con này chị nào 50kg quay đầu xanh. 50kg quay đầu cho em mã xanh. Trên đây chưa đủ. 50kg quay đầu cho em mã xanh. Xíu sữa chua là vô, uống mầm đậu nành là vô. Sữa chua á. Lộc, sữa đậu nành á. Mầm đậu nành.
đấy. 50 ký quay đầu này. Nó phải chơi ở đây được rồi. 50 ký quay đầu trên mã 10. 50 ký quay đầu trên mã 10. 50 ký quay đầu trên mã 10. Xanh. Xanh của chị Cao Thị Liên. Xám ạ. E82 đổ lại cho em xám ạ. E82 đổ lại cho em xám nhé. E82 đổ lại xám ạ. Cái này nó bị lỗ rồi nhá, xám bị lỗ rồi nhá. Rồi 40 ký quay đầu trên mã viền, 40 ký quay đầu viền giùm em nào. 40 ký quay đầu viền. Đây giảm váy cái chị này, lên giùm em mã váy đó. Rồi chị nào cỡ tầm 50 ký quay đầu váy giùm em. 50 ký quay đầu váy ạ. Rồi E80 đổ lại cho em ạ, E80 này. E80 đổ lại cho em ạ, E80 nhé. Rồi con này chị nào 45kg quay đầu cho em mã hồng nè. 45kg quay đầu cho em mã hồng kèm số ạ. 45kg quay đầu cho em mã hồng nhá. 45kg quay đầu cho em mã hồng. Rồi E80 đổ lại cho em mã viền nè. E80 đổ lại viền giùm em nhá. E80 đổ lại viền. Trời ơi sao còn có 80 coi. Lụa cong nè. Mã váy. Váy là cái xanh. Váy của chị Thúy Vi nè. Nhìn mặc cái này ngầu. 50 ký quay đầu cho em mã siêu phẩm. 50 ký quay đầu cho em mã siêu phẩm xã các chị 99k. 99k mã siêu phẩm kèm số em này, 99k mã siêu phẩm này. Siêu phẩm 99k kèm số ạ. Tiên Nguyễn ơi, cháu Hoàng lên số cho em chị Tiên Nguyễn ơi. Rồi của bé ạ, 35 ký quay đầu cho em bé. 30-35 ký cho em mã bé ạ. 30-35 ký cho em mặc bé. Rồi con dài này. E76 quay đầu cho em mã lụa dài. Xả các chị 49k mã lụa dài. Lụa dài 49k kèm số em. Lụa dài 49 ạ. Gấm dài các chị nào. Gấm dài nhá. Rồi eo chị nào 76 quay đầu cho em mặc gấm dài. E76 quay đầu cho em mã gấm dài. Gấm dài xả các chị 79k mã gấm dài. Gấm dài 79k. Hả? Áo gấm đỏ là sao chị? Rồi con này lên xem em mã trắng kèm số nè. Con này chị nào cỡ tầm E80 đổ lại cho em mã trắng. E80 đổ lại trắng. Rồi E80 luôn nha, E80 đổ lại luôn nè. Rồi lên giùm em mã viền. E80 đổ lại cho em mã viền nè. Chị coi gì đó lắm mã. Mã viền. Chị chưa có cái nào nha chị Tiên My ơi. Rồi con này chị nào cỡ tầm E76 quay đầu cho em mã viền. E76 quay đầu viền. Ok chị Tiên My chốt thêm hai con cho đủ đơn chị nhá. E76 quay đầu cho em mã viền nè. E76 quay đầu viền. Rồi 50 ký quay đầu cho em xám ạ. 50 ký quay đầu cho em mã xám nhá. 50 ký quay đầu xám ạ. Sáu mươi ký quay đầu cho em váy ạ. 60 ký quay đầu váy ạ.
À, cái đó không phải đó chị. Trời ơi, cái gì mà con mình lên chạm dữ vậy? Cái đó không qua like rồi tâm. Tôi chỉ đứng ở bên đây là tâm. Rồi cho em mã công nè, 50kg quay đầu cho em mã công nhá, 50kg quay đầu công, 50kg quay đầu công. Các chị ơi chấm bài giúp em với, em không thấy chị nào mà comment luôn ý. Rồi con này co giãn được nhá, eo 80-82 đổ lại luôn nè. Con này co giãn được nè, eo 80-82 đổ lại này. Cho em mã eo 82. Ta thử comment bếp. Cái này comment đâu. 45kg quay đầu hồng, 45kg quay đầu hồng nè. 35kg quay đầu cho em ạ, bé. Chị Trần Lữ chị chưa được cái nào luôn ấy. Bé. Ơ eo 80 đổ lại cho em Hoa. Eo 82 cho chị Nguyễn Hoa này. Nguyễn Hoa này là số chưa? Chưa. Nguyễn Hoa ơi cho em số chị ơi, chốt đủ đơn cho em với nó. Rồi cho em ạ Hoa này. Rồi cho em mã váy này, eo 76 quay đầu váy ạ. Eo 76 quay đầu váy ạ. Lắc lại đi. Lắc 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 lắc. Lắc lại lắc 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 lắc. Lắc kiểu đấy sao mà lắc nổi. 48kg quay đầu cho em mã trắng. 48kg quay đầu cho em mã trắng á. Còn mấy người coi. Còn mấy người coi. 8, 7. Rồi cho em mã trắng này, mã trắng kèm số nè, trắng. 24 trắng. Rồi con này chị nào khởi tầm 52kg quay đầu xanh nè. 52kg quay đầu xanh nha. 52kg quay đầu xanh nè. 52kg quay đầu xanh. Cái đó đó, người mới cầm lên đó. Mà máy có những phút sau như một nè. Ôi giời ơi, đi 10km rồi. Em nói thật cho các chị đi 50km em thay bao nhiêu biết bao nhiêu là bộ đồ rồi. Mà thấy mới thấy các chị chốt à. Rồi con này cho em mã ren. Ok Nguyễn Hoa chốt hàng đủ cho em nha. Ren kèm số nè. Rồi cho em mã ren. 52kg quay đầu ren. Ren. 53kg quay đầu công. 53kg quay đầu công. Chị khá cũ nhưng mà chị cũng lấy số cho em đi chị ơi. Bây giờ cái hệ thống của em nó bị cái gì rồi ấy. Nó bị tam mau lắm ơi. Eo 80 đổ lại cho em Hoa. Eo 80 đổ lại lên cho em Hoa. Eo 80 đổ lại cho em Hoa. Eo 80 đổ lại Hoa. 50-57kg qua đầu gấm. 50-57kg qua đầu gấm ạ. Rồi 50kg qua đầu cho em mã dài. 50kg qua đầu che mã dài kìm số đó. Thật chị Ngọc Thu. Có ai gọi cái gì chưa? Gọi là nói chung là hàng. Gọi là đi rồi nhá. Giống xanh hả chị Melonza? Móc xanh của chị Melonza. Eo 90 đổ lại trắng. Eo 90 đổ lại trắng. Rồi lên giùm em mã cam. Eo 80 đổ lại cam. Eo 80 đổ lại cam nè. Rồi lên giùm em áo. 55kg quay đầu áo. 80 đổ lại này cho em mã 1. Eo 80 đổ lại 1 nè. Eo 80 đổ lại 1 nhá. Bốn mươi lăm ký quay đầu cho em mã 2. 45kg quay đầu 2. 45kg quay đầu cho em mã 3 nè. 45kg quay đầu mã 3 nha. Mã 3. 45kg quay đầu cho em mã 4 này. Các chị chốt nữa không các chị ơi? Mã 4. Mai này tụi bị áp á.
Rồi, eo 82 đổ lại này, cho em mã 5. Eo 82 đổ lại 5. Rồi eo 76 quay đầu này, cho em mã 6. Eo 76 quay đầu cho em mã 6 ạ. Rồi. Con này chị nào cỡ tầm 50 kg quay đầu tím. 50 kg quay đầu tím. 50 kg quay đầu này. Rồi lên xem em này, cho em mã hoa. Mã hoa này. Mã hoa. Số nè, 45 kg quay đầu 7 này. Em thấy ai mình bận không? Có ai chốt nữa em nghỉ nha các chị ơi.